Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 1292, có chút không vui. Đa tạ sư huynh. Lý trường thọ chấp tay một cái, tay trái mở ra, kim bằng bên cạnh dùng hai tay dân tiểu lục thần thương tiến về phía trước, thân trường thương bị lý trường thọ cầm thật chặt, thuận thế vung thương hoa. Vân tiêu nói. Ta có thể đi cùng với ngươi không? Chờ ta ở bên ngoài đi. Ừm. Nàng cũng không kiên trì, ôm nhu gật đầu, không khuyên thêm, Lý Trường Thọ nhìn về phía 19 vị ma binh, mệnh bọn họ nghe theo đa bảo đạo nhân chỉ huy, sau đó nâng thương tiến lên, từng tia từng tia ánh vàng vờn quanh ở xung quanh người, ngưng tụ thành một bộ giáp nửa mặt, một thân giáp lưới màu vàng. Thuyên động truyền âm hỏi. Trường canh tại sao khăng khăng muốn đi một mình? Chẳng lẽ có thuyết pháp gì? Bệ hạ không cần phải lo lắng. Lý trường thọ quay đầu liếc nhìn thuyên động, trong mắt mang theo một tia mỉm cười, truyền âm trả lời ai cũng không thể bảo đảm, chính mình sẽ không rơi vào khốn cảnh hành động đơn độc. Thừa dịp cơ hội lần này luyện một chút đấu pháp chém giết, cũng coi như biết rõ ràng thực lực chân chính của bản thân. Thuyên động có một chút muốn nói lại thôi, nhưng thân hình lý trường thọ lóe lên, đã là biến mất ở bên trong khí tức hỗn độn vô biên vô tận kia. Tâm niệm của đa bảo đạo nhân truyền đến, chúng tiên lập tức tiến về phía trước, đi vòng từ các hướng khác nhau, tạo thành tổ ba hoặc là hai tiên, tương hỗ chiếu ứng nhau kim sĩ đại bằng hóa thành bản thể bạch trạch bộ Giáng thụy thú đứng trên đỉnh đầu kim bằng kim linh thánh mẫu vân tiêu tiên tử đứng ở trên lưng kim bằng đi đến chỗ chặn đường đầu tiên trong mắt vân tiêu tiên tử mang theo vài phần ngưng trọng tiềm ẩn thân hình đồng thời hết sức chăm chú chuẩn bị đấu pháp tiên thức nhìn chằm chằm thân hình lý trường thọ không nhanh không chậm tới gần chỗ động phủ bí mật kia kim linh thánh mẫu buồn bực nói trường canh hôm nay làm sao vậy hắn bị kích thích sao hiển nhiên, đánh nhau không cho nàng xuất thủ trước, điều này làm cho nàng có chút không vui. Vân tiêu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Bằng cũng truyền âm bẩm báo chính mình không biết, bạch trạch ngược lại là cười cười, thầm nói. Các vị thế nhưng là cảm thấy thủy thần đột nhiên thay đổi tác phong ngày bình thường. Trở nên có một chút lỗ mãn. Kim Linh Thánh Mẫu trả lời. Cũng không phải cảm thấy như vậy, trường canh hành sự tự có đạo lý của hắn, bên trong đệ tử tam giáo, luận mưu kế, ta chỉ vẹn vẹn chịu phục hắn. Hơn nữa, mời nhiều tiên nhân chúng ta tới như vậy, ngăn chặn các phương vị, bảo đảm ngoại ma nơi đây sẽ không chạy thoát, đây cũng là phù hợp với phong cách thường ngày của hắn." Vân Tiêu hỏi. Bạch Tiên Sinh hẳn là biết được duyên cớ. Kỳ thật, thủy thần chỉ là đơn thuần ma luyện bản lĩnh đấu pháp." Bạch Trạch cười nói. Trên đường đi, thủy thần yêu cầu bần đạo tính toán hơn 60 lần các hung, đều là tiểu các hoặc là không hung bần đạo cùng với thủy thần cũng thương thảo suốt chặng đường cảm thấy nơi đây hẳn là một chỗ hang ổ của côn bằng côn bằng có thể thu phục tiên thiên thần ma như vậy cao thủ hồng hoang trốn vào bên trong hỗn độn hải trước đây hẳn là cũng trốn không thoát tốc độ cực nhanh của côn bằng côn bằng là người có giả tâm hơn chục vị cao thủ thượng cổ viễn cổ ở đây quả thực là đá mài đao tốt nhất lúc đi đường thủy thần đã ẩn ẩn để lộ ra ý tưởng như vậy kim linh thánh mẫu hỏi bạch tiên sinh trường canh bên trong thực chất cũng rất hiếu chiến sao thủy thần tuyệt đối không phải người hiếu chiến bạch trạch chậm rãi nằm xuống trên đỉnh đầu kim bằng nhưng thủy thần đối đãi với vấn đề phần lớn đều là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có lẽ ở bên trên một số khả năng dự tính xấu nhất là hắn tự mình ra sân chiến đấu với cường địch cho nên mới nghĩ đến việc ma luyện bản lĩnh đấu pháp của bản thân nhìn kìa thủy thần sắp xuất thủ trên lưng kim bằng đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn đạo tiên thức thần niệm xuyên thấu hỗn độn vô tự, khóa chặt ở bên trên thân hình lý trường thọ. Kim sĩ đại bằng thậm chí còn điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay tòa động phủ kia, sẵn sàng lao tới trợ giúp bất cứ lúc nào. Đối với kim bằng mà nói, ngoại ma chỉ là thứ yếu, an nguy của lão sư mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng lão thần tiên yếu đuối của lão sư kia, kim bằng lúc này chính là lo lắng một hồi, trong mắt cũng viết đầy lo lắng bên trong hỗn độn hải, thân ảnh Lý Trường Thọ vẫn luôn bay ở phía trước bỗng nhiên gia tốc. Nếu một khắc trước vẫn là ốc sên, vào giờ phút này đạo vận quanh người bộc phát, một vệt lưu quan màu xanh xuất hiện ở dưới chân Lý Trường Thọ, hắn giống như theo gió cưỡi sóng, bay lên không nhanh như dao long. Vào giờ phút này, thân ảnh Lý Trường Thọ đứng ở bên trên lưu quan màu xanh, cực kỳ giống lúc bàn cổ đại chiến tiên thiên thần ma, dẫm lên đầu sóng chân linh trường hà càng quét hồng mông. Ở bên trong động phủ kia, các cao thủ vốn còn đang quan sát Lý Trường Thọ là ai, lập tức kết luận Lý Trường Thọ là địch không phải bạn, cùng nhau đứng dậy. Trong tay lấy ra binh khí, sau lưng hiện ra pháp bảo, lòng bàn tay hội tụ thần thông. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp dùng thần niệm giao lưu vài câu, núi Hoang Lơ lửng trong Hỗn Độn Hải đột nhiên rung động, mấy chục đầu đại đạo không trọn vẹn hội tụ ở chỗ này cơ hồ bị đụng nát. Ở trong mắt chúng tiên đạo môn đã đến nơi cần đến, Lý Trường Thọ giống như mũi tên chính diện đụng vào núi hoang. Ở trong chớp mắt tiếp theo, hư ảnh một tòa bảo tháp chống ra vô tận hỗn độn, hóa thành một tòa tháp không biết cao vạn trượng hay là vạn dặm, từng tia từng tia khí tức huyền hoàng lan tràn ra, bao phủ hoàn toàn núi hoang. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng không phải chỉ có mỗi công hiệu phòng ngự. Lúc này khí tức huyền hoàng chống ra hỗn độn, trong khoảnh khắc liền hóa ngọn núi hoang này thành lồng giam, nếu như không có lực lượng công phá linh lung tháp, cũng không có cách nào xông ra khỏi nơi đây nhưng không thể vừa có cá lại vừa có tay gấu huyền hoàng tháp dùng để khốn địch liền đã mất đi hiệu quả bảo hộ bản thân ở một phương vị ngăn chặn khác đó là trường canh giả sao thái ức chân nhân không nhịn được nói thầm như thế dương tiễn bên cạnh tràn đầy không hiểu ngọc đỉnh chân nhân thì là khẽ lắc đầu dương tiễn hỏi sư thúc cớ gì nói ra lời ấy sư điệp có chỗ không biết Thái ớt chân nhân hiếm khi nghiêm túc, giải thích nói. Thái Bạch Tinh quân lý trường canh vẫn luôn nổi danh thận trọng, trước đây có thể không ra tay liền không ra tay, có thể động mồm mép tuyệt đối không động thủ. Hiện tại kỳ thật đã tốt hơn, để bản thể trốn đi, chỉ để cho hóa thân đạo nhân giấy của chính mình hoạt động. Mỗi lần bản thể hiện thân, hoặc là huyền đô sư huynh đi theo, hoặc là có trọng bảo như Thái Cực Đồ, huyền Hoàng Tháp che chở, bình thường rầy xước chút da liền ngẩng đầu hô to một tiếng lão sư cứu ta ngoại trừ khi dễ yêu tộc có bao giờ thấy hắn xông pha chiến đấu ngọc đỉnh nói cũng không thể nói như vậy trường canh hôm nay xác thực có chỗ nào là lạ dương tiễn vừa định nói chuyện bên trong hỗn độn hải đột nhiên truyền đến một âm thanh chấn động đó là đạo tắc đang kịch liệt va chạm đến mức dẫn động mảnh vỡ đạo tắc ở các nơi hỗn độn hải cùng nhau chấn động nhìn về nơi huyền hoàng tháp bao phủ hỗn độn hải nhất lên thủy triều mấy chục đầu đại đạo liên tiếp hiển hóa thành hình dạng xiềng xích sau đó trực tiếp vỡ nát ở bên trong thủy triều ngọn núi hoang kia phun ra ánh sáng lộng lẫy ngọn núi xuất hiện khe hở đếm không hết ở trong một giây tiếp theo liền sụp đổ mười mấy đạo bóng đen bay ra tứ phía lại đụng đầu vào bên trên khí tức huyền hoàng bị chặn đứng lại lý trường thọ đứng ở bên trên một tảng đá lớn trước mặt có mảnh kiếm gãy bay lơ lửng dưới chân dẫm lên một cổ thi thể Tiểu Lục thần thương đã nhuốm đầy máu tươi, liên thủ giải quyết người này. Bằng không chúng ta ai cũng không đi được. Hơn mười mấy yêu ma lần lượt đáp lại, trong mắt tràn đầy hung quang, hoặc là hiển hóa bản thể, hoặc là thi triển thần thông bảo mệnh, hoặc là tế ra pháp bảo hung ác, đạo đạo lưu quang đánh về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quét ngang trường thương, ánh mắt khóa chặt một người, thân hình lao thẳng tới, mặc cho vô số lưu quang đập lên trên người, nhưng tốc độ chỉ hơi chậm lại khí thế lao về phía trước không bị ảnh hưởng chút nào. Bác cử huyền công, đại thành. Khí tức huyền hoàng bao phủ, Lý Trường Thọ cùng với hơn 10 vị cao thủ thượng cổ, viễn cổ bay lên bay xuống, chiến đấu kịch liệt. Vân Tiêu thấy vậy nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, vừa lo lắng an nguy của Lý Trường Thọ, vừa muốn xem một chút dũng khí chiến đấu của hắn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là nhíu mày, nhưng nàng chỉ là nhíu mày nhìn huyền hoàng tháp, không nhịn được thầm nói. Một mình cũng đã đủ rồi, còn gọi chúng ta đi theo làm gì? Đúng lúc này, truyền âm của đa bảo đạo nhân vang lên ở trong đáy lòng các tiên, các tiên ở các hướng khác nhau ngay lập tức tới gần xung quanh huyền hoàng tháp, dần dần thu hẹp vòng vây. Lý trường thọ lúc này đã rơi vào khổ chiến, mà nguyên nhân rơi vào khổ chiến, chính là bởi vì hắn cũng không có thi triển cân bằng đại đạo của chính mình, chỉ vận dụng bác cử huyền công đối địch. Đúng như hắn đã nói, quả thực là đang ma luyện kỹ năng chiến đấu của mình. Chiến đấu không bao lâu, lại có hai con hung thú mất mạng ở dưới tiểu lục thần thương lý trường thọ cũng càng thêm chật vật nhưng góc độ xuất thủ của hắn thêm xảo trá thân hình lúc né tránh thế công cũng trở nên uyển chuyển hơn di chuyển trong phạm vi nhỏ càng là nước chảy mây trôi mượt mà như lụa ngược lại những yêu ma kịch chiến với hắn kia cả đám áp lực như núi không dám bảo lưu bất luận hậu chiêu gì dần dần lý trường thọ cũng áp chế phần xúc động trong đáy lòng kia phần xúc động hô to chí bảo tiên thiên thái cực đồ hắn chân chính đứng trên đôi chân của mình không có sự hỗ trợ của lão sư cũng có thể chạy nước kiệu cả quãng đường và có thể nhảy hai lần mà không gặp vấn đề gì bài kiểm tra cường độ của bác cửu huyền công cũng đã không sai biệt lắm chính mình có thể chống lại bao nhiêu công kích trong lòng cũng đã có tính toán rõ ràng kỳ thật hành động hôm nay của bản thân một nửa là ý tưởng nhất thời một nửa là sự cân nhắc kỹ lưỡng trên đường đi hắn liền đang suy nghĩ nếu ở chỗ này cũng không phải là côn bằng, mà là thủ hạ của côn bằng, chính mình có nên nhân cơ hội bộc lộ ra 60% đến 70% thực lực của mình hay không? Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải để tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt Vân Tiêu, như vậy là không có ý nghĩa gì, Vân Tiêu cũng không thích chính mình chém chém giết giết. Ngoại trừ thăm dò rõ ràng thực lực của chính mình, hắn có 3 mục đích. Thứ nhất, là muốn nói cho những tiên nhân hắn quen biết này, thực lực của hắn như thế nào, để triệu đại gia và những người khác vào lúc cân nhắc sự tình có quan hệ với hắn ở bên trong đại kiếp, càng thêm toàn diện, càng thêm đầy đủ. Thứ hai, là sớm thích ứng đấu pháp bên trong hỗn độn hải. Thứ ba, là để cho Ngọc Đế xem. Mặc dù vẫn còn mấy trăm năm nữa mới đến đại kiếp phong thần, nhưng cũng đã đến lúc bố cục mưu đồ cho các sự kiện sau đại kiếp. Bất tri bất giác, thực lực của trường canh đã kinh người như vậy rồi, so với lần trước đối mặt với yêu tộc hắn thông dong hơn rất nhiều. Thuyên động nhìn chăm chú vào tình hình dưới huyền hoàng tháp, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đa bảo đạo nhân cùng nhau hành động với thuyên động, tất nhiên là biết được nội tình của vị hóa thân ngọc đế này, mặc dù không có trực tiếp gọi sư thúc, nhưng lúc này lại cũng vô cùng khách khí. Dù sao, vận mệnh ứng kiếp của tam giáo hiện nay, ở một mức độ nhất định liền nằm trong tay vị ngọc đế này. Đa bảo đạo nhân cười nói. Trường canh sư đệ có ngộ tính tuyệt hảo, có được thành tựu ngày hôm nay cũng là chính kết quả hắn khổ luyện không sai ngộ tính của hắn cũng không tệ thuyên động chắp hai tay sau lưng trong mắt hiện lên vẻ hồi ức lạnh nhạt nói khi trường canh lần đầu tiên tới thiên đình ngọc đế từng vô cùng không hiểu khi đó thiên đình nghèo nàn trống trải chỉ có cô quân quả thần sống nương tựa lẫn nhau người bên trong hồng hoang biết thiên đình cũng không nhiều nhắc đến thiên đình cũng chẳng qua là sáu vị thánh nhân năm đó đã từng làm chuyện gì Trước có yêu đình bị nhân tộc lật đổ, sau có vô số tiên môn cùng tồn tại trong trung thần châu, địa vị của thiên đình sao mà xấu hổ. Là trường canh tin tưởng thiên đình, không chút do dự cống hiến hết mình cho thiên đình, từng bước dẫn dắt thiên đình đi đến ngày hôm nay. Đa bảo đạo nhân hiếp mắt cười, mặc dù trong đáy lòng rất muốn nói một câu. Nếu chúng ta nhìn lại quỹ đạo trưởng thành của trường canh từ thời điểm này, tên gia hỏa này hẳn là đã sớm biết thiên đình sẽ trở thành một phương phát động lần đại kiếp nạn này, cho nên sớm trà trộn vào thiên đình phòng ngừa gặp nạn ảo giác hẳn là ảo giác hết thảy đều có đại sư bá an bài đạo môn tam thanh quả thực là chân thánh nhân sau đó hóa thân ngọc đế cùng với đa bảo đạo nhân bèn nhìn nhau cười không nói gì nữa ở nơi huyền hoàng tháp bao phủ lại có mấy yêu ma hung ác bị trường thương của lý trường thọ đâm chết lúc này lý trường thọ đã là toàn thân đẫm máu trên người cũng nhiều thêm một chút vết thương sau khi bộ chiến giáp do tiên lực ngưng tụ thành bị đánh nát, một cơ thể gân quốc cơ bắp lộ ra, mái tóc dài tung bay, như một yêu thần. Dương Tiễn Cuối cùng cũng biết chính mình lúc trước bị vỗ vào trên mây là chuyện gì xảy ra. Y rút lại lời nói trước đó, tu hành mấy trăm năm liền có thể đuổi kịp Thái Bạch Tinh Quân, lời nói này quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Chính mình còn nghe người khác nói chính mình là cái gì đại kiếp chi tử, có đại khí vận hộ thân, về sau tất nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ không tỏa sáng được đâu không có cơ hội đừng suy nghĩ nữa nếu dương tiễn nhất định phải nói một câu vào lúc này hai chữ xuất hiện trong đáy lòng y chính là cáo từ nếu yêu cầu dương tiễn làm gì đó ở đây y sẽ yên lặng lấy ra lưu ảnh cầu mà y đã chuẩn bị trước đó với tư cách là ghi chép viên thiên đình chuyên nghiệp loại pháp bảo ghi lại kỳ cảnh này là ắt không thể thiếu chờ chính mình trở về mai sơn mở ra gương đồng chuyên môn của chính mình, chiếu đoạn hình ảnh này, học biện trang lồng tiếng. Thiên đình giải trí, thiên đình giải trí, ta là ghi chép viên dương tiễn, những gì ta cho các vị xem bây giờ, chính là một đoạn kỹ năng chiến đấu quý giá. Thái Bạch Tinh Quân Đại Chiến 14 Đầu Ngoại Ma Đúng vậy, người đang đeo mặt nạ và chiến đấu chém giết với ngoại ma bên trong từng tia từng tia khí tức huyền hoàng kia, chính là văn thần đứng đầu thiên đình kính yêu của chúng ta, Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh không tin à. Nói thật, ta cũng không tin, cảm giác như đang ở trong mộng, lão thần tiên mặt mũi hiền lành như vậy, xé quần áo của mình ra, trống lên một tiếng lao về phía trước. Tổng 10 đấu chiến lực của thiên đình, Thái Bạch Tinh quân chiếm 6 đấu, các vị văn thần chiếm 5 đấu, võ tướng giảm một đấu. Sư Điệt, Sư Điệt, Dương Tiễn, đệ tử ở đây. Dương Tiễn đang xuất thần lập tức đáp lời, ông quyền vái chào đối với Thái ất chân nhân. Thái ức cười cười, ấm giọng nói. Có phải là bị anh tư này của trường canh ảnh hưởng đến đạo tâm? Ngọc Đỉnh chân nhân cũng lo lắng nhìn lại. Dương Tiễn cười khổ, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Ngọc Đỉnh nói. Không cần so sánh với người khác, đạo của mình mới là chân thật. Vâng, đệ tử hiểu. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, nhưng tâm tình trong lúc nhất thời cũng không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, ở nơi huyền hoàng tháp bao phủ phát sinh biến cố. Lý Trường Thọ chiến đấu say sưa, đạo thể của hắn tự hồ đang dần dần kích hoạt, càng đánh càng hăng, khí thế bất phàm. Thanh tiểu lục thần thương kia phản phất như tương dung với cánh tay của hắn, na di vọt tới phía trước, không có một chút đình trệ nào. Đấu pháp vật lộn thuần túy, làm cho chính hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Thế là, Lý Trường Thọ lấy ra mấy món pháp bảo, cũng phân biệt tế ra mấy món pháp bảo đã phủ bụi lâu ngày này trong đó bắt mắt nhất tất nhiên là một quả hồ lô lớn màu tím trắng lục áp chi trảm tiên phi đao lý trường thọ vĩnh viễn sẽ không quên món bảo bối giết người vang danh quê hương này hắn còn muốn lợi dụng mấy bộ áo khoác đi gây họa trong đại kiếp phong thần hồ lô lớn này cũng là đạo cụ quan trọng những năm này hắn cũng đang tế luyện hồ lô này mặc dù không có giao lưu quá nhiều cùng với tinh phách nghệ bị phong ấn trong hồ lô nhưng đối với cấu tạo phức tạp của hồ lô này cũng coi như đã thăm dò rõ ràng hơn phân nữa lúc này vừa vặn tế ra, thử xem hiệu quả như thế nào. Cho nên, Lý Trường Thọ nhìn thoáng qua xung quanh, cầm trảm tiên phi đao ở trong tay trái, miệng hồ lô phun ra một cổ xương trắng, ngưng tụ thành đôi mặt mày sắc bén. Vào giờ phút này, bảy tám đạo bóng đen đã bị Lý Trường Thọ áp chế, linh giác đồng thời cuồng loạn, lập tức tránh né bốn phương tám hướng. Lý Trường Thọ thôi động pháp bảo hồ lô, đôi mặt mày kia để mắt tới một sinh linh hình người tu vi khá thấp trong đó, đã bị hắn đập một thương bị thương, khẽ quát một tiếng. Mời bảo bối quay người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt mày kia đầu tiên là trợn mắt nhìn đối với sinh linh hình người kia, hai mắt bắn ra hai đường màu đỏ, khóa chặt ở bên trên nguyên thần đối phương, khiến cho linh hồn đối phương run rẩy suýt nửa hôn mê. Không có dấu hiệu nào, mặt mày kia đột nhiên thay đổi phương hướng, miệng hồ lô phun ra một luồng sáng trắng, đánh thẳng đến tráng lý trường thọ. Lúc này, không biết vì sao, lý trường thọ núp ở bên ngoài hồ lô lớn ba trượng cấp tốc đánh ra một quyền quyền phong hướng về phía ánh sáng trắng trong nháy mắt đánh nát ánh sáng trắng khuyết quang bắn tung tóe phía trước nắm tay trái của lý trường thọ lưu lại một vết thương sâu thấy xương nhíu mày nhìn hồ lô lớn đột nhiên làm phản kia ở trong chớp mắt này hắn muốn hủy món danh bảo phong thần này nhưng cuối cùng vẫn là ổn một chút hai sợi âm dương nhị khí tung ra từ trong tay áo cưỡng ép phong cấm trảm tiên phi đao túng trở về trong tay Lý Trường Thọ. Biến cố như vậy, làm cho chúng tiên đạo môn nhíu mày, vân tiêu tiên tử càng là không nhịn được muốn tiến lên phía trước xem xét thương thế của Lý Trường Thọ, bảy yêu ma còn lại kia cũng là có một chút không bình tĩnh nổi. Chúng yêu ở nơi đây đều là hạng người hung ác hồng hoang, không tiếp tục ở trong hồng hoang được nữa mới trốn vào hỗn độn hải. Bọn hắn phản ứng cấp tốc, thấy Lý Trường Thọ bị pháp bảo của chính mình làm khó, làm sao chịu bỏ qua cơ hội như vậy tế lên pháp bảo đánh ra thần thông thậm chí dấy lên lực lượng nguyên thần tự thân muốn bộc phát ra một đợt thế công mạnh nhất đối với lý trường thọ muốn liều cá chết lưới rách lại tìm sinh cơ ở bên trong tuyệt cảnh nhưng mà lực chú ý của lý trường thọ vào giờ phút này đều bị trảm tiên phi đao hấp dẫn mấy cái mục đích tự mình ra tay cũng đã đạt được cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian nữa tay phải buông ra tiểu lục thần thương bàn tay dơ cao ánh sáng trắng đen lặng lẽ nở rộ chí bảo tiên thiên thái cực đồ hóa thành đường kính mấy trăm trượng, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, không chút trở ngại nào xuyên thấu khí tức huyền hoàng tháp trải xuống. Lý Trường Thọ đảo mắt nhìn qua, bình tĩnh nói một câu. Phong Vừa dứt lời, bảy đạo thân ảnh còn lại gần như đồng thời dừng lại động tác. Thần thông bị tan rã, pháp bảo mất đi linh tính, nguyên thần thiêu đốt trong nháy mắt bị âm dương nhị khí trói buộc, thân ảnh bay nhanh tiến về phía trước lúc này kẹt ở giữa không trung uy lực của thái cực đồ lại kinh khủng như vậy đương nhiên là kinh khủng lý trường thọ yên lặng từ trong tay áo lấy ra một lọ đang dược đổ vào trong miệng tận lực chịu đựng tinh thần mệt mỏi để cho chính mình bảo trì phong kinh vân đạm cái giá phải trả khi chủ động vận dụng thái cực đồ chính là tiên lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút đi tám thành tâm thần cơ hồ bị thái cực âm dương chi ý phá vỡ ngầu thì ngầu nhưng rõ ràng không phải là bảo bối mà mình có thể sử dụng ở giai đoạn này. Đây là chênh lệch thực lực giữa mình và Đại Pháp Sư. Lại nghĩ tới, huyền đô sư huynh thôi phát thái cực đồ, cũng có một chút liên lụy thái cực đồ. Thực lực của Thái Thanh Lão Sư thật là khủng bố. Lý Trường Thọ thở dài trong đáy lòng, vứt tạp niệm ra sau đầu, thu hồi tháp đại gia, quanh người lập tức nhiều thêm mấy đạo thân ảnh. Ở bên trong hàng rào hồng hoang thiên đạo, trong hư không tám đạo bóng đen hình người bị âm dương nhị khí trói buộc, vào giờ phút này đều đã mê mang. Trước khi trở về đến bọn họ tìm tòi tỉ mỉ một hồi, phát hiện ra một tên nhân tộc giả chết, là hung ác chi đồ trốn vào hỗn độn hải từ thời thượng cổ, cũng thuận thế áp giải về. Những thi thể kia, tự nhiên là dựa theo tiêu chuẩn của lý trường thọ xử lý nghiêm ngặt, không còn sót lại chút gì. Nhìn cho tàn rãi vào bên trong hỗn độn hải, chuyện này khiến lý trường thọ không khỏi nhớ lại năm tháng làm tang lễ cho một con rồng đó cũng là thanh xuân đã mất đi của hắn vào giờ phút này lý trường thọ sắc mặt âm trầm đứng ở một bên xem hồ lô lớn giữ im lặng ở trong tay lại dùng âm dương nhị khí bố trí thêm hai tầng cấm chế trực tiếp ném đến bên người tám đạo bóng đen kia chúng tiên không rõ ràng cho lắm đa bảo còn hỏi trường canh đây là có ý gì cùng nhau thẩm vấn lý trường thọ lạnh nhạt nói đồ vật này không cho ta một lời giải thích hôm nay liền bị xử lý như là phản đồ chúng tiên không khỏi mỉm cười lập tức triệu công binh chà sát hai tay cười ha hả nói mời các vị tiên tử tránh sang một bên các đạo hữu không muốn thấy cảnh tượng tàn nhẫn cũng tránh sang một bên muốn moi ra một chút lời nói từ trên người bọn hắn cũng là không dễ dàng kim linh thánh mẫu khẽ hừ một tiếng ba vị sư muội chúng ta qua bên kia chờ đi vân tiêu tiên tử vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu lần lượt đáp ứng cùng với kim linh thánh mẫu đi tới hư không cách đó không xa chống lên một phương kết giới nói đồ uống trà hoàng long đạo nhân ho một tiếng nói dương tiễn sư điệp đừng có nhìn nhiều những thứ này đi theo bản sư bá sang bên cạnh chờ đi dương tiễn cúi đầu đáp ứng mặc dù rất muốn nhìn một chút các đại lão đạo môn thiên đình thẩm vấn ngoại ma như thế nào nhưng lúc này cũng không dễ dàng từ chối ý tốt của hoàng long sư bá về phần hoàng long sư bá không thể nhìn cảnh tượng tàn nhẫn đó ngược lại là nói đùa hoàng long sư bá thế nhưng là sống sót từ viễn cổ cao nhân xiển giáo đi ra từ bên trong danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở côn lông sơn tam thanh tiểu viện làm sao không thể nhìn cảnh tượng tàn nhẫn thuyên động suy nghĩ một chút thân phận của y coi như là bí mật không thể công khai cũng không thể đi làm sự tình thẩm vấn như vậy cho nên y thành thật đi sang một bên khoanh tay, quan chiến. Kim Bằng cùng với 19 vị ma binh phân tán ở các nơi cảnh giới, mấy vị tiên nhân tiệt giáo đi theo tham gia náo nhiệt, thì đi đến bên người Hoàng Long Đạo Nhân. Một số ít còn lại, chính là đoàn chủ lực thẩm vấn yêu ma. Quyền thần thiên đình bình thường Thái Bạch Tinh Quân Quyền thần thiên đình bình thường kim tọa kỵ nhân giáo thứ hai, thượng cổ yêu soái Bạch Trạch. Thái ức chân nhân xiển giáo nho nhã hiền hòa, ngọc đỉnh chân nhân xiển giáo thâm tàn bất lộ đại sư huynh tiệp giáo đa bảo đạo nhân vạn sứ vương hồng hoang nữa về hưu triệu công minh sáu vị này muốn thực lực có thực lực muốn đầu não có đầu não đủ kiểu thủ đoạn tất nhiên là không thiếu cũng đều là đại lão đỉnh cấp trước khi thu hồi thái cực đồ lý trường thọ không yên tâm tiến về phía trước lần lượt đánh cho tám yêu ma này trọng thương lại để triệu công minh tế ra định hải thần châu trấn áp không gian nơi đây đa bảo đạo nhân lấy ra chính sợi tiên thằng trói cô bọn hắn còn tượng trưng trói trảm tiên phi đao đợi lý trường thọ thu hồi uy năng thái cực đồ tám yêu ma kia lập tức thanh tĩnh lại một đám đầu tiên là trận mắt nhìn lý trường thọ sau đó liền ý thức được tình huống trước mắt bọn hắn bị bắt lý trường thọ hỏi các vị ai tới trước bạch trạch cười nói nơi này có người quen của bần đạo không bằng để bần đạo tới trước Mấy vị tiên nhân đều xưng thiện, bạch trạch chậm rãi tiến về phía trước, đi đến trước một đạo bóng đen, bấm tay gãy nhẹ, phá đi chướng nhãn pháp quanh người đối phương, hiển lộ diện mạo chân thật. Đó là một nam tử kiệt ngạo, trong mắt tràn đầy hung quang, bên trong mái tóc dài có chín cái đầu rắn, từng con đều đang gào thét. Bạch trạch chấp tay một cái, cười nói. Lại gặp mặt, cửu anh nguyên soái. Vị thượng cổ yêu soái này chỉ là phát ra tiếng cười lạnh, lạnh nhạt nói đã bị các ngươi bắt sống bản soái cũng không nghĩ tới đường sống nếu các ngươi là cao nhân hồng hoang liền cho bản soái chết thống khoái bên cạnh lại có bóng đen nói các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều sẽ hỏi được cái gì từ chỗ chúng ta ta có thể nói thẳng cho các ngươi biết chính là công bằng mời chúng ta tới tụ tập ở nơi đây nói rằng gã sẽ hấp dẫn sự chú ý của thiên đạo chúng ta tiến vào hồng hoang cướp đoạt một chút sinh cơ bổ khuyết thiếu hụt của bản thân nguyên do của sự việc là như vậy động thủ đi đừng có nghĩ biện pháp nhục nhã chúng ta dựa vào những tội nghiệp mà chúng ta đã làm ra trước đây các ngươi chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường sống chuyện này bạch trạch quay đầu nhìn về phía lý trường thọ sau đó lắc đầu sự tình thẩm vấn bần đạo thật sự không quá am hiểu nói xong xoay người lui về lắc đầu cảm khái một hồi ngọc đỉnh chân nhân nói ngay cả chết cũng không sợ đã không còn sợ hãi gì Hái ớt chân nhân truyền âm hỏi. Không bằng cho bọn hắn một số hứa hẹn hữu danh vô thực, để cho bọn hắn có một chút hy vọng, nói hết những gì có thể nói và không thể nói, lại xóa bỏ bọn hắn. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Hành sự như thế mặc dù coi như là thủ đoạn linh hoạt, nhưng chung quy là có lời nói và hành vi không đồng nhất, không đáng. Trước hết giết một nửa, hỏi một nửa, xem bọn hắn có thật sự không sợ chết hay không. Đa Bảo hỏi. Nếu kẻ nắm giữ thông tin quan trọng bị giết thì sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, liếc nhìn Vân Tiêu, trong đầu hiện lên mấy ý nghĩ, nhưng mà lại tạm thời đè xuống. Ngày hôm nay đã biểu hiện hơi quá nhiều, nếu tiếp tục trực tiếp an bài mọi việc, bọn người triệu đại gia là thật sự đi một chuyến tay không? Ổn một chút, để cho bọn họ cố gắng một chút trước. Mấy người truyền âm giao lưu vài câu, đoàn chủ lực thẩm vấn rơi vào khó xử. Lý Trường Thọ chủ yếu là muốn hỏi thế lực, chỗ ở của côn bằng ở bên trong hỗn độn hải, cùng với làm sao có thể tìm được côn bằng. Nếu như có thể tiện thể biết được số lượng yêu ma ở bên trong hỗn độn hải có bao nhiêu, đó dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngoan nhân viễn cổ, thượng cổ có quyết đoán trốn vào hỗn độn hải, đều không phải nhân vật đơn giản. Lúc này, bọn hắn biết mình đã sắp chết, ngoại trừ cảm giác nghĩa khí vi diệu cùng chung mối thù, sẽ không nói sự tình gì liên quan tới người khác, điều này khiến cho công việc thẩm vấn rơi vào tình thế khó khăn trước khi bắt đầu triệu công minh nói nếu không bần đạo nằm xuống thử xem lý trường thọ bất đắc dĩ cười một tiếng triệu đại gia rất biết chuyển chủ đề rất nhanh mấy người đa bảo quyết định thi triển kế sách công tâm mỗi người chọn một mục tiêu bắt đầu nói đạo lý nói chuyện quá khứ cố gắng lấy một số thông tin hữu ích từ những kẻ này nhưng vất vả nửa ngày bọn họ vẫn không thu hoạch được gì ngược lại còn bị tám yêu ma này chế dẻo lý trường thọ thở dài từ tận đáy lòng âm thầm truyền âm nói vài lời đối với vân tiêu tiên tử kim linh thánh mẫu nơi xa như thế như vậy như vậy như thế đây là làm sao kim linh thánh mẫu nhíu mày rút kiếm đi đến buồn bực hỏi một câu triệu công minh thở dài cả đám bọn hắn không chịu mở miệng lại không sợ chết gần như không có một chút thu hoạch nào tàn nhẫn ngươi nói lúc nãy đâu. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, làm thủ thế đối với phía sau, vân tiêu tiên tử, Quy Linh Thánh Mẫu, vô đương Thánh Mẫu cùng nhau bay tới. Kim Linh hỏi. Trường Canh, mấy kẻ này đã không hỏi được, phải chăng liền trực tiếp giết? Ừm. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Ngày hôm nay e là khó có quá nhiều thu hoạch, chẳng qua diệt trừ những yêu ma này, cũng coi như bớt đi một phần tai họa ngầm. Quy Linh Thánh Mẫu nói. Vậy để chúng ta thử xem. Ồ! Lý Trường Thọ cười cười, ánh mắt giao nhau với Vân Tiêu Tiên Tử, người sau ánh mắt ôm nhu như nước, suýt nữa làm cho Lý Trường Thọ tan chảy. Thử liền biết. Thái ớt chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, cười ha hả nói một câu. Nói không chừng bọn hắn liền bị mấy vị tiên tử mê hoặc, cái gì cũng đều khai. Lý Trường Thọ ném cho Vân Tiêu một ánh mắt khích lệ, bình tĩnh lui lại trăm trượng. Cứ như vậy, đoàn thẩm vấn chủ lực lùi về hàng thứ hai, chờ đợi màn trình diễn của bốn vị tiên tử tiệt giáo. Bốn vị tiên tử tiệt giáo này đầu tiên là thảo luận một lúc, lại ra tay điểm phá chứng nhãn pháp của tám tên yêu ma, đi qua đi lại trước mặt bọn hắn một lúc lâu. Kim Linh nói, để ta chọn trước, ta muốn kẻ này, kẻ này, kẻ này được không? Ba vị tiên tử khác không có chút ý kiến nào, mặc cho Kim Linh thánh mẫu dẫn ba tên yêu ma sang một bên. Vân tiêu tiên tử ở bên cạnh làm dấu mời, ôn nhu nói. Ta có thể tùy ý thẩm vấn ba tên. Quy linh thánh mẫu cùng với vô đương thánh mẫu tiến về phía trước, từng người chọn lựa một tên yêu ma, dẫn sang phía bên phải. Quy linh đầu tiên là khẽ thở dài, nhìn tên yêu ma trước mặt, thở dài. Ta cùng với đạo hữu cũng không có thù oán gì, lần này liền đưa đạo hữu đi một đoạn đường, không biết đạo hữu có yêu thích làng điệu nào không. Ta am hiểu tấu nhạc, chứ không am hiểu thẩm vấn. Vô đương thánh mẫu ở một bên cũng nói Ta sẽ đọc mấy thiên kinh văn cho đạo hữu Cũng có thể tịnh hóa oán hận trong đáy lòng đạo hữu Các vị nam tiên ở phía sau Lập tức lộ ra nụ cười vui mừng Thái ức chân nhân hiếm khi không âm dương quái khí Cảm khái nói Tiên tử tiệt giáo Thật là ôn nhu Đó là tự nhiên Đa bảo đạo nhân chấp hai tay sau lưng Mang theo vinh quang của đại sư huynh Các vị sư muội tu thân dưỡng tính dịu dàng văn nhã tự nhiên rất ôn nhu trường canh ngươi nghĩ thế nào đa bảo sư huynh nói đúng lắm lý trường thọ vừa dứt lời một vệt ánh vàng hiện lên trong tay vân tiêu xuất hiện hỗn nguyên kim đấu ba chùm sáng màu vàng ống đánh vào trên người ba tên yêu ma khuôn mặt của nàng lạnh lùng bóng người ẩn hiện trong sương mù thanh âm nghe không ra dao động bình tĩnh hỏi các vị có mở miệng hay không những gì nhận được chỉ là ba tiếng hừ lạnh hoặc là cười lạnh. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, kim đấu trong tay nhất chuyển, một vệt đạo vận huyền diệu lưu chuyển ra, ba tên yêu ma do nàng phụ trách thẩm vấn, quanh người đột nhiên tuôn ra một cổ linh khí tinh thuần. Ngay khi thân hình ba tên yêu ma đang run rẩy, đạo hạnh của từng người đột nhiên biến mất một tầng, một cổ cảm giác suy yếu lan tràn từ trong ra ngoài. Hỗn nguyên kim đấu, ngược dòng trở lại bản nguyên. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hổng nguyên kim đấu. Muốn giết cứ giết, sao lại hủy đạo hạnh của chúng ta? Có mở miệng hay không? Vân Tiêu vẫn không chút dao động hỏi. Ba yêu ma toàn thân run rẩy, thương thế cơ hồ không ức chế nổi. Bọn hắn còn chưa kịp đáp lại, hổng nguyên kim đấu lại là nhất chuyển. Đạo hạnh của từng người, tiêu tán mấy tầng một lần nữa. Ba tên yêu ma vô lực nằm vật xuống, đạo hạnh tiêu tán từng chút, đại đạo từ từ tan rã, giống như tủy xương bị rút ra từng chút một. Nếu quá trình này diễn ra trong nháy mắt, còn không đến mức khó chịu như thế, nhưng lúc này, Vân Tiêu hỏi bọn hắn một câu, đánh tan một ít đạo hạnh của bọn hắn, xé nát đạo quả của bọn hắn như bóc củ hành tây. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, còn có biện pháp có thể khiến đạo tâm sụp đổ như vậy. Điều này còn khó chịu hơn là giết bọn hắn. Bên kia đột nhiên nhấp nhoáng kiếm quang, làm ánh mắt của chúng tiên vô thức chuyển tới kim linh thánh mẫu tay cầm trường kiếm một cái đầu yêu thú chậm rãi bay ra ngoài máu tươi phiêu phù trong hư không nàng rút kiếm tới gần hai tên yêu ma còn lại khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh trong mắt mang theo một chút cảm giác chờ mong trường kiếm trong tay nhún máu tươi kim sa váy dài lại không nhiễm chút bụi bặm nào các ngươi thật sự không sợ chết sao hai tên yêu ma kia chỉ là cười lạnh trong âm thầm một vệt hào quang màu xanh nước biển lặng yên nở rộ bao phủ hai tên yêu ma này lý trường thọ âm thầm chỉ tay phải vào thái ất chân nhân cân bằng sợ chết chi tâm kim linh nói khẽ người mở miệng sau bị trảm trước không nói hai lời trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía trước ta nói bần đạo hai tiếng hò hét một cái đầu bay lên trường kiếm của kim linh thánh mẫu đặt ở trên cổ một nữ tử đã cắt vào nửa tắc biết gì nói nấy biết biết gì nói nấy kim linh thánh mẫu khẽ gật đầu quay đầu nói một tiếng lão triệu tới hỏi đi làm khó các ngươi rồi cùng lúc đó vân tiêu tiên tử cũng xoay người lại ba tên yêu ma cảnh giới chân tiên sau lưng kia toàn thân run rẩy từng người ôm đầu khóc ròng ròng vân tiêu ôm nhu hỏi ngươi muốn hỏi bọn hắn cái gì bọn hắn đáp ứng sẽ nói hết thảy triệu công minh Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng trong đáy lòng, lộ ra biểu tình giống như triệu đại gia. Hư không yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng sáo của Quy Linh Thánh Mẫu, cùng với thanh âm khuyên nhủ của Vô Đương Thánh Mẫu. Yêu ma sinh ra từ mẫu thân của yêu ma, linh hồn cũng là từ linh hồn của mẫu thân sinh ra. Sinh linh đều có sinh tử, ngươi phạm nhiều tội nghiệp như vậy, khó có thể sống qua ngày hôm nay, ngươi vì sao không nghĩ lại mình đã giết bao nhiêu sinh linh, phạm bao nhiêu tội nghiệp. Tất cả nam tiên ở đây đều rung lên, bọn họ phản phất như lại nghe thấy thanh âm cảm khái của thái ất chân nhân vừa rồi, tâm tư, rất phức tạp. Tiên tử tiệt giáo, thật là ôn nhu. Cung bằng này đúng là kẻ gây họa, không thể lại tùy ý cho gã làm càng. Triệu công minh cảm khái một tiếng như thế, lại liếc mắt nhìn thân ảnh mấy vị tiên tử bên cạnh, âm thầm lau vệt mồ hôi. Tình hình vừa rồi. Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi ở trên lưng kim sĩ đại bằng rộng trăm trường mấy chục đạo thân ảnh từng người đã tọa mấy vị đại lão đạo môn tụ lại cùng một chỗ uống trà tâm sự mở đại hội khen ngợi tiên tử tiệp giáo côn bằng cái gì đều là chuyện xưa còn có đại kiếp cái gì như vậy cũng là nói sao khen các vị tiên tử hiền lương thục đức ôn nhu xinh đẹp đó mới là khẩn yếu nhất thuyên động không nhịn được truyền âm hỏi lý trường thọ đang loay hoay đối với trảm tiên phi đao sáu vị tiên tử bên trong tám đại đệ tử tiệt giáo đều là ôn nhu như vậy không lý trường thọ lắc đầu hai người không đến mới thật sự ôn nhu ha 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 thuyên động vỗ tay cười khẽ một hồi có ý tứ thật có ý tứ đa bảo đạo nhân ở một bên ngửa đầu thở dài dẫn chủ đề trở về bên trên chính sự lần này cũng coi như là đánh bậy đánh bạ thu hoạch tương đối khá sau khi mấy tên yêu ma kia mở miệng chỉ cầu chết nhanh lý trường thọ căn cứ lòng nhân nghĩa thành toàn cho bọn hắn còn cố ý rải tro cốt của bọn hắn xuống hỗn độn hải để bọn hắn đoàn tụ với bạn cũ của mình một đám đồng bọn cần phải chỉnh chỉnh tề tề thành thật mà nói những yêu ma này kỳ thật cũng không phải ở thời kỳ đỉnh phong của bản thân ở bên trong hỗn độn hải bọn hắn muốn tìm được nơi phát ra linh lực để duy trì pháp lực tự thân cũng đều có chút khó khăn mà công bằng có thể ổn định cung cấp linh lực cho bọn hắn cũng coi như là dựa vào đó khống chế bọn hắn bọn người cửu anh cũng không biết bên trong hỗn độn hải có bao nhiêu người cũng giống như bọn hắn chạy trốn cùng đường mạt lộ cuối cùng chật vật sống tạm có thể cẩu thả vạn năm chính là vạn năm sau đó trầm luân ở trong tuyệt vọng lý trường thọ vào lúc xuất thủ cuối cùng cũng làm rất nhanh làm rất thống khoái diệt hồn rãi cho cốt kỳ thật mang tám yêu ma thượng cổ Viễn cổ về hồng hoang thiên địa thẩm vấn, Lý Trường Thọ cũng cất một chút tư tâm. Công đức đó, có thể kiếm liền kiếm, không có gì mất mặt. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy im lặng chính là, sau khi xử lý tám tên yêu ma này, chính mình không có đạt được một chút công đức nào, các vị cao thủ đạo môn quanh người, thậm chí 19 vị ma binh ở nơi xa, trên người đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít ánh vàng. Đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần bị đối xử khác biệt quả thực là phân biệt đối xử với một người ngoài như hắn người xuyên việt đến cùng lúc nào mới có thể đứng lên ở bên trong hồng hoang tức giận là không dám thật sự tức giận cũng chỉ là lắc đầu một cái cảm khái hồng hoang băng giá này chỉ có đùi của vân tiêu tiên tử tay nhỏ của sư muội cùng với bồ đoàn bên người lão sư mới có thể cho người tha hương như hắn một chút hơi ấm đa bảo đạo nhân thở dài công bằng ở trong hỗn độn hải xa xôi Chúng ta mặc dù có thể dựa vào tự thân chi đạo bảo vệ, tới lui tự nhiên ở bên trong Hỗn Độn Hải, nhưng muốn tìm côn bằng ở bên trong Hỗn Độn Hải, so với tìm một miếng ngọc ở Hồng Hoang còn muốn phiền phức hơn. Kim Linh Thánh mẫu cũng nói. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không thể để cho gã tiếp tục hoạt động ở bên trong Hỗn Độn Hải. Làm sao bắt được gã? Hoàng Long chân nhân giơ hai tay. Chẳng lẽ chúng ta lại đi vào bên trong Hỗn Độn Hải mò cá? Thế là chúng tiên trầm tư một chút không hẹn mà cùng nhìn về phía thọ lý trường thọ cũng không có làm cho các vị đại lão thất vọng lại cười nói lần này đi bắt những ngoại ma này mời các vị sư huynh sư tỷ cùng với thuyên nguyên soái đi theo thật ra là có một việc lớn muốn nói cho mọi người đa bảo sư huynh có thể hay không mở ra một đạo cấm chế việc này không nên để lộ ra hơn nữa việc này có nguy hiểm nhất định mặc dù đã được lão sư cùng với sư thúc ủng hộ nhưng tóm lại vẫn là cần các vị sư huynh sư tỷ tự mình định đoạt có tham dự hay không chúng tiên liếc nhìn nhau từng người đều bất động hoàng long chân nhân quy linh thánh mẫu cùng với vô đương thánh mẫu lúc trước đứng xa một chút còn cố ý đi đến gần bên này biểu thị bọn họ cũng không phải người ngoài lập tức nội ngoại hai tầng hoặc đứng hoặc ngồi hơn mười mấy vị cao thủ hội tụ ở đây đều là đệ tử đạo môn thân truyền thánh nhân đại đệ tử nổi danh hai giáo đợi triệu công minh cùng với đa bảo đạo nhân cùng nhau ra tay, mở ra tầng tầng cấm chế, Lý Trường Thọ hắn giọng, ánh mắt đảo một vòng, bắt đầu nói chuyện quan trọng. Ta đã quyết ý dụ bắt công bằng, cũng đã chuẩn bị xong rất nhiều ác chủ bài. Chúng tiên hoặc là trầm mặt, hoặc là suy nghĩ sâu xa, hoặc là hai mắt tỏa sáng. Triệu công minh cười nói. Ta liền nói, lão đệ ngươi làm mỗi một việc đều có thâm ý của chính mình, nói đi, lần này an bài như thế nào? côn bằng cũng không dễ câu. Thái ức chân nhân nói, côn bằng này âm hiểm xảo trá, làm đủ trò xấu, lại có biện pháp tìm kiếm linh lực ở bên trong hỗn độn hải, gã vì sao muốn trở về. Không sai. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, việc này nên giải quyết như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt xẹt qua mấy phần do dự. Hắn đang cân nhắc, cũng đang lấy hay bỏ, do dự có nên nói ra sự tình chính mình cùng với mấy vị nhân hoàng trong hỏa vân động muốn giả tạo hồng mông tử khí hay không trong đáy lòng xẹt qua mấy cái ý nghĩ nhưng lý trường thọ vẫn quyết định tin tưởng những người trước mắt này đây không phải là lần đầu tiên hắn liên thủ với các vị sư huynh sư tỷ nếu như không tin tưởng bọn họ lại làm sao có thể khiến cho bọn họ tin tưởng chính mình có một chút đạo lý dễ hiểu thiếu niên biết được lão đại lại dễ dàng quên lý trường thọ cười nói hồng mông tử khí chúng tiên cùng nhau giật mình coi như là bạch trạch trước đây liền biết được nội tình nghe được bốn chữ này đạo tâm cũng là siết chặt hồng mông tử khí cơ hội thành thánh ngưỡng cửa dẫn đến hồng hoang đỉnh phong tu vi càng cao thâm sẽ càng biết rõ muốn lấy lực thành thánh chứng đạo siêu thoát quá mức gian nan tối thiểu nhất phải hội tụ hơn phân nửa thiên địa linh khí bên trong hồng hoang mới có thể xung kích cảnh giới này thiên đạo làm sao có thể đồng ý chứ nhưng nếu giống như sáu vị thánh nhân hiện tại thông qua hồng mông tử khí tương liên cùng với thiên đạo từ đó chứng thiên đạo thánh nhân không phải cũng là con đường siêu thoát tuy có truyền ngôn thiên đạo thánh nhân sau khi rời khỏi hồng hoang thiên địa thực lực sẽ yếu hơn thánh nhân lấy lực chứng đạo rất nhiều nhưng ở bên trong hồng hoang thiên địa cũng là tồn tại bất tử bất diệt hồng mông tử khí chính là quan trọng nhất nhân vật cấp đại sư huynh tam giáo bây giờ nếu như có được một đạo hồng mông tử khí hoàn chỉnh nói không chừng sẽ thật sự có cơ hội xung kích vị trí thánh nhân thứ bảy. Lý Trường Thọ trước tiên kích thích khẩu vị của tất cả các đại lão, sau đó mới chậm rãi nói. Nói chính xác thì đó là sợi hồng môn tử khí thứ 9, giống như sợi hồng môn tử khí thứ 8 ở trong hỏa vân động vậy. Chúng tiên lộ vẻ mặt giật mình, đạo tâm vừa mới nhấc lên buông xuống non nữa. Nhưng coi như chỉ là một phần chính hồng môn tử khí, cũng đều có sự hấp dẫn cực lớn. Đa bảo đạo nhân hỏi, đạo hồng môn tử khí kia không phải chỉ chia ra làm tám sao. Lý Trường Thọ đầu tiên là cười ha ha, sau đó nói. Sợi thứ chín tất nhiên là bị đặt, nếu thật sự có, cũng không dám lấy ra dùng để dẫn dụ côn bằng, vạn nhất thật bị côn bằng cướp đi thì làm sao bây giờ? Trong ánh mắt chúng tiên nhìn hắn tràn đầy ghét bỏ. Kim Linh Thánh Mẫu thầm nói. Vừa rồi bần đạo cũng đều động tâm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng nói. Bần đạo cũng thế hít hà. Triệu công minh hít vào một ngụm khí lạnh, buồn bực nói. Thứ đồ chơi hồng mông tử khí này mà cũng có thể làm giả. Thái ất chân nhân cười nói. Đây nhất định là phải tìm vân trung tử sư huynh. Mấy vị nhân hoàng đã bắt đầu chuẩn bị. Lý trường thọ nghiêm mặt nói. Tính bảo mật của tin tức này là mấu chốt kế hoạch lần này có thể thành công hay không, chúng ta chớ có nói cho bất luận kẻ nào. Hành động lần này ta đã làm xong bố cục tổng thể, chỗ khó liền ở chỗ côn bằng có vào cuộc hay không, cùng với làm sao bắt kịp tốc độ cực nhanh của côn bằng. các vị sư huynh sư tỷ, lúc này có ai muốn rút khỏi kế hoạch này hay không? nếu côn bằng chó cùng rước dậu, ngoan cố chống cự, thật sự hung hiểm vô cùng. chúng tiên trầm mặt một trận, đưa mắt nhìn nhau, đều không muốn vội vàng lên tiếng cắt đứt đường lui của những người muốn rút khỏi. theo lý trường thọ cùng với vân tiêu tiên tử giết sát của côn bằng lại đến lần trước côn bằng hiện thân tại huyền đô thành, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời kia, pháp lực mênh mông khó có thể đong đếm được. Côn bằng tác nghiệp quá nhiều, đã trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn trong hồng hoang. Hoàng Long chân nhân định tiếng nói. Bần đạo tuy không có thần thông pháp bảo lợi hại, nhưng đạo cảnh vẫn còn, pháp lực cũng tạm, trừ bỏ tai họa như vậy vì hồng hoang, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Thái ất chân nhân cười nói. Gặp gỡ côn bằng cũng không tệ, khá thú vị. Ngọc Đỉnh nói, sau khi giết công bằng, công bằng tinh huyết có thể lưu một chút cho bần đạo hay không, bần đạo để cho đồ đệ luyện thể. Lý Trường Thọ cười nói, nếu có thể giết công bằng, thu được bảo vật của công bằng, chúng ta có thể chia nhau. Nhưng có một điều, công bằng còn có một chút công dụng, sự tình giết công bằng còn phải gác lại. Công bằng há lại dễ dàng sử dụng như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, định tiếng nói chúng ta là đệ tử đại giáo, đệ tử thánh nhân, hưởng thụ sự sùng kính của sinh linh bên trong thiên địa, vốn là có trách nhiệm hộ vệ thiên địa. Được. Được. Bần đạo đến lúc đó sẽ chuẩn bị thêm hai kho bảo vật có thể dùng để tự bạo. Được. Lý Trường Thọ đứng dậy, định tiếng nói. Sau đó ta sẽ tỉ mỉ viết ra kế các bước hoạch, sai người đưa đến phủ thượng của các vị sư huynh sư tỷ. Lần động thủ này, ước chừng 17, 18 năm sau, cũng chưa hoàn toàn xác định thời gian, cho nên nhất định phải nắm bắt thời cơ. Ta sẽ nói mấy điểm tương đối phiền phức trước. Thứ nhất, hồng mông tử khí vừa ra, hồng hoang tất nhiên sinh loạn, kiếp vận đại kiếp đang ở trên đỉnh đầu chúng sinh, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn xuất các phương cao thủ, chúng ta nhất định phải có lực lượng khống chế toàn cục. Thứ hai, thánh nhân lão gia tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra hồng mông tử khí là thật hay giả, hồng mông tử khí sẽ hiện thân ở lân cận huyền đô thành, sau đó cực nhanh xông ra khỏi huyền đô thành. Chúng ta cần nắm bắt từng chút một của quá trình này, và chúng ta phải đảm bảo rằng trước đó, côn bằng kia đã nhận được tin tức, lại đang tới gần hồng hoang thiên địa. Có thể dẫn dụ côn bằng cắn câu hay không, còn phải tính toán thật tỉ mỉ, hơn nữa chúng ta phải mai phục khắp nơi, lúc chặn đánh côn bằng còn phải làm ra vẽ tranh giành hồng môn tử khí. Nói một cách khác, ở một trình độ nhất định, chúng ta phải đùa giả làm thật, nhưng không thể để cho tiên nhân hai giáo đánh ra chân hỏa ảnh hưởng cảm tình giữa hai giáo từng ý từng điểm lý trường thọ đều nói rõ ràng hắn còn chưa có tuyên bố kế hoạch tiếp theo cho nên trước tiên nhắc nhở các vị đại lão đạo môn những chỗ khó cùng với mấu chốt thuyên động nghe hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù không chen lời vào nhưng luôn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào sau đó ở dưới sự thúc giục của kim linh thánh mẫu lý trường thọ cũng giải thích ngắn gọn kế hoạch của mình cao thủ hai nhà cùng tán thưởng, trong mắt vân tiêu tiên tử cũng ánh lên vẻ rạng rỡ. Cùng lúc đó, ở bên trong tử tiêu cung trên chín tầng trời. Vị đại lão nào đó ngồi ở trước bàn trúc, nhìn cảnh tượng diễn ra trên nọc điệp, nhấp một ngụm cực phẩm linh trà viễn cổ, không khỏi đỡ râu cười khẽ. Cung bằng nếu có thể diệt trừ thì cũng tốt, tránh cho thật sự đụng thủng hồng hoang, còn phải hao tâm tổn trí sắp xếp người tu bổ. Có nên tăng thêm cho tiểu gia hỏa này một chút ma luyện không? quá xuôi gió xuôi nước cũng không tốt. Mà thôi, ma luyện cũng không tốt thêm, hiện nay chính là vô lượng sát kiếp chân chính, rút dây động rừng, tam giáo ứng kiếp bây giờ đánh nhau cũng không tốt. Đúng lúc này, Ngọc Điệp nhẹ nhàng chấn động, tạo hóa Ngọc Điệp sử dụng công nghệ âm thanh cũ kỹ, truyền tải cuộc đối thoại giữa Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Lý Trường Thọ. Trường Canh, lần này ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu như hết thảy thuận lợi, chính thành tám lý trường thọ bình tĩnh nói một câu trong mắt lóe ra quan mang cơ trí dù sao cũng đã mời được thông thiên giáo chủ ra tay hơn nữa còn mang theo tru tiên kiếm trận đề phòng thông thiên giáo chủ tây phương giáo quấy rối kim linh thánh mẫu cười nói ta đánh giá cao sự tự tin của ngươi ở bên trong huyển cảnh rừng trúc tử tiêu cung một vị lão đạo dáng người khôi ngô nào đó cái tráng treo đầy vạch đen khóe miệng giật giật phất ống tay áo một cái đánh tan hình ảnh hiển trên tạo hóa ngọc điệp Ai, chính thành 8. Sau khi đi một vòng thiên ngoại, nói kế hoạch cho đoàn chủ lực bắt cá, các bước đột nhiên trở nên chặt chẽ hơn. Thời hạn 20 năm do Lý Trường Thọ đặt ra ban đầu lại có dấu hiệu bị trì hoãn. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, Lý Trường Thọ ở trên đường trở về thiên đình lại thẩm tra kế hoạch mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm triển khai toàn diện bố cục. Thậm chí, lần này Lý Trường Thọ cũng không nhân cơ hội hẹn hò với Vân Tiêu Tiên tử hai người chỉ là nói vài câu tâm sự trên lưng kim bằng, căn dặn bảo trọng lẫn nhau, liền trở về chỗ ở. Vân Tiêu nói, lần này muốn để Quỳnh Tiêu cùng nhau ra tay, cũng là cơ hội tốt ma luyện Quỳnh Tiêu. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Quỳnh Tiêu cũng là một trong tám đại đệ tử tiệt giáo, thực lực bản thân cũng là có, tính tình mặc dù ham chơi một chút. Kim Giao Tiễn chính là Linh Bảo Tiên Thiên Cực Phẩm, có tính sát thương rất cao, tất nhiên có thể phát huy ra rất nhiều uy lực mà bọn họ trước khi trở về ngũ bộ châu lúc từng người tìm hành nặc tung cáo biệt hoàng long chân nhân cũng tìm được lý trường thọ hoàng long có một chút xấu hổ cũng có một chút khó khăn nhưng vẫn nói trường canh ngươi nói việc này có nên đi hỏi quản thành tử sư huynh không dù sao cũng là một kiện đại sự đến lúc đó nếu như quản thành tử sư huynh cũng có thể cùng nhau ra tay cũng có lợi đối với sự đoàn kết của tam giáo đạo môn lý trường thọ mỉm cười gật đầu lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo. Lần này gọi Hoàng Long chân nhân ra ngoài, không phải là vì chuyện này sao? Đưa phong thư này cho Quảng Thành Tử Sư Huynh, Quảng Thành Tử Sư Huynh tự sẽ sáng tỏ việc này. Hoàng Long chân nhân thở vào nhẹ nhõm, như thể vấn đề khó khăn chất chứa trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Nhưng Hoàng Long chân nhân lại trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Trường Canh, ngươi vừa rồi nói bắt mà không giết, có phải là tam sư thúc chúng ta muốn dùng côn bằng đuổi theo hỗn độn chung việc này ta cũng không tiện nhiều lời lý trường thọ nghiêm mặt nói nhưng hoàng long sư huynh đừng có bị những kẻ châm ngòi bên trong xiển giáo kia lừa gạt mặc dù tiệc giáo cùng với xiển giáo đều ở trong phong thần kiếp nạn nhưng có thể vượt qua kiếp nạn hay không kỳ thật đều dựa vào bản sự đừng có để người ta châm ngòi cảm thấy nhất định phải dựa vào quan hệ kỳ thật không phải sinh linh bên trong thiên địa đều ở bên trong kiếp vận mọi thứ đều được thúc đẩy bởi thiên đạo lời nói chạm đến là thôi hoàng long chân nhân lộ vẻ mặt trầm tư cũng không tiếp tục hỏi nhiều lý trường thọ thở dài trong đáy lòng chính mình đối với chuyện này cũng coi như hơi có chút thiên vị về sau cần phải bù đắp vừa mới đến thái bạch điện lý trường thọ liền gọi pháp bảo người thủ hạ của chính mình khục gọi thủ hạ tinh binh cường tướng tới tụ tập kỳ thật cũng chính là kim bằng Ngao ất cùng với biện trang Cũng không có hỏi han ân cần gì Lý Trường Thọ nói thẳng Kim Bằng Còn phải làm phiền ngươi tiếp tục đi một chuyến Mang theo Mai Văn Họa cùng với phân thân đạo nhân giấy của ta Đi gặp Mai Mão Băng Mai Hinh Khanh Mai Địch Tiên một lần nữa Nếu như có thể cảm hóa bọn hắn quay đầu Như vậy thì không còn gì tốt hơn Nếu như không thể Chớ nên bởi vì Mai Văn Họa cầu tình mà lưu tình Còn có Khi mang theo những thứ này Nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Vâng. Kim Bằng Định Thanh trả lời, hai mắt phản chiếu lão sư đã khôi phục diện mạo lão thần tiên, lửa bốc cháy hừng hực. Cẩu thả, khục, ổn chi hỏa diễm. Lý Trường Thọ cầm các loại pháp khí đề phòng thiên ma trong tay giao cho Kim Bằng, Kim Bằng lập tức cáo từ, đi đến trận pháp trong góc đại điện mang mai văn họa đi, vội vàng bay ra khỏi thiên đình. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn về phía biện trang, ấm giọng nói. Tiểu trang tinh quân đại nhân cứ phân phó. Ta cần ngươi trở về thiên nhai bí cảnh một chuyến. Lý Trường Thọ nói. Trực tiếp giao chuyện này cho tổ mẫu ngươi, ta cũng có một chút không quá yên tâm. Sau đó chờ tin tức của ta, ta cần mượn dùng lực lượng của thiên nhai các, truyền bá một ít tin tức. Thiên đình mặc dù đã có an bài ở phương diện này, nhưng tin tức truyền ra ngoài từ thiên đình sẽ có tai họa ngầm, không quá ổn thỏa, ngươi có rõ ràng không? Thuộc hạ rõ ràng biện trang không dám suy nghĩ nhiều cúi đầu ôm quyền ngài yên tâm cái miệng này của thuộc hạ cho dù là hàng nga tiên tử hỏi ta muốn làm cái gì ta phàm là nói ra nửa điểm tin tức liền chết không cần nghiêm trọng như vậy lý trường thọ đưa tay vỗ vỗ đầu vai biện trang ta vẫn còn tin tưởng ngươi hiện tại liền lên đường đi tự mình tìm một cái lý do tốt hơn giải thích với tổ mẫu ngươi có thể trực tiếp dời ta ra ngoài để tổ mẫu ngươi chớ nên hỏi nhiều không thành vấn đề. Biện Trang cười nói. Tinh quân đại nhân an tâm, nhất định không nhục mệnh chuyến này. Lập tức, Biện Trang đưa hai tay ông quyền hành lễ, quay người vội vàng rút đi, bộ pháp như bay, hai mắt tràn đầy ánh sáng. Giáo chủ ca ca. Ngao ớt miễn cười hôn một câu, lúc này xung quanh không có ai. Ca ca định làm chuyện lớn gì sao? Không sai. Lý Trường thọ thở vào một cái, nói có một chuyện coi như bí ẩn hơn nữa không phải ngươi thì không thể làm ta cần ghi chép có quan hệ đến công bằng của long tộc mà việc này kinh động càng ít long tộc càng tốt ngao ức nghe vậy lập tức gật đầu sau đó ánh mắt trở nên trầm tư qua một lúc lâu mới nói nếu như trên điển tịch long tộc có tự nhiên sẽ không bị người bên cạnh biết được coi như là tư tư ta cũng sẽ che giấu nhưng theo quy củ của long tộc chúng ta có một số việc là cất giữ ở trong đáy lòng lão trưởng lão trưởng lão long tộc thì không sao lý trường thọ nghiêm mặt nói nếu bọn họ hỏi ngươi liền nói là thiên đình phải là một cái biên niên lịch có quan hệ với thượng cổ yêu đình long tộc là người đứng xem của toàn bộ thời đại thượng cổ phần ký ức và thông tin này khá quý giá sau này ta sẽ yêu cầu thông minh điện hạ đạt tin tức như vậy để yểm hộ hành động của ngươi vâng ngao ất trịnh trọng gật đầu giáo chủ ca ca khi nào cần càng nhanh càng tốt nhưng đừng có tỏ ra sốt ruột được ta đi ngay ngao ất đáp ứng một tiếng quay người vội vàng rời đi cũng không kém phần hăng hái sải bước về phía trước thế là ở góc cửa một cái đầu lẻn vào vậy vậy linh châu tử nhỏ giọng hỏi sư thúc thế nhưng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ không lý trường thọ mỉm cười lắc đầu ấm giọng nói ngươi cứ tu hành thật tốt là được không cần lo lắng nhiều Vâng, vâng Linh Châu tự ứng tiếng, xoay người Không khỏi thở dài trong lòng Mặc dù muốn ưỡng thẳng ngực Nhưng bóng lưng vẫn như cũ không tránh được có chút hiu quạng Tiểu gia hỏa này Đúng rồi Linh Châu Lý Trường Thọ ấm giọng nói Ngươi gần đây có rảnh không? Có 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 Linh Châu tự xoay người lại Hai bước nhảy đến cửa Thái Bạch Điện Vội vàng đi đến phía trước người Lý Trường Thọ ta rất rảnh rỗi, không có việc gì đều là đánh nhau với con thỏ. Sư thúc, có việc ngài cứ phân phó, bảo đảm làm sạch sẽ lại lưu loát. Lý trường thọ cười nói. Vậy làm phiền ngươi đi một chuyến đến quảng hàng cung, hỏi một chút hàng Nga tiên tử có rảnh rỗi không, liền nói ta mời nàng cùng nhau uống rượu, thời gian nàng ấn định. Việc này, không phải ngươi thì không thể, dù sao quảng hàng cung cũng không phải ai đều có thể đi, cũng chỉ có ngươi có thể nói với thỏ ngọc. Vâng, linh châu tử dùng sức gật đầu trong hai tròng mắt như bảo thạch tràn đầy ánh sáng vái chào đối với lý trường thọ hùng hùng hổ hổ tiến đến nơi nhật nguyệt luân chuyển lý trường thọ mỉm cười lắc đầu nhưng nụ cười này rất nhanh liền đông cứng lại sau đó một luồng sáng trắng bay ra từ ống tay áo của hắn ngưng tụ thành thân ảnh bạch trạch lại từ bên trong tay áo lấy ra cái hồ lô lớn kia đém vào bên trong trận pháp cùng với bạch trạch cùng nhau tiến về phía trước Lý Trường Thọ lãnh đạm nói. Nghệ chi tinh phách có phải là nghệ? Bạch Trạch ở bên cạnh sờ chồng râu dê của chính mình, suy tư chính mình tại sao lại được đưa tới nơi này. Từng, tinh quân đại nhân hẳn là coi trọng sự túc trí đa mưu của mình, chứ không phải bởi vì mình đã từng lắp ráp qua trảm tiên phi đao, làm một người thợ lành nghề. Bạch tiên sinh, phá hủy nó. Nếu hôm nay nó vẫn không phản hồi, liền trực tiếp hủy, tránh lưu hậu hoạn. Lý Trường Thọ để Linh Châu Tử đi mời Hằng Nga, Hằng Nga không có một chút chần chờ nào liền đáp ứng. Nếu không phải cần cấp cho Lý Trường Thọ một chút thời gian chuẩn bị, nàng có thể gặp gỡ trong ngày. Lời thề không thể rời đi Thái Âm Tinh kia, vào lúc lần trước Ngọc Đế hạ chỉ cho gọi, liền đã bị phá. Nói một cách khác, Hằng Nga hiện giờ có thể rời khỏi quản hàng cung bất cứ lúc nào miễn là tìm được lý do chính đáng. Gặp Hằng Nga đơn độc một mình, đó tất nhiên là không ổn lý trường thọ bày một bữa yến hội thịnh soạn trong thái bạch điện cũng cố ý gọi long cát tới tiếp khách lại tìm một nhạc sĩ có địa vị tương đối đặc thù linh nga có thể nói khát vọng sinh tồn tương đối mạnh mẽ ở bên cạnh bàn tròn tiệc trụ còn bày hai tấm bình phong bạch trạch liền trốn ở bên trong trận pháp sau tấm bình phong thứ mà y đang chơi cùng đã bị tháo dỡ làm đôi chỉ còn lại một đế hồ lô với cấu trúc mui những linh kiện nhỏ lơ lửng bên cạnh giống như vành đai thiên thạch Đại diện cho Trảm Tiên Phi Đao, kỹ thuật luyện khí tạo vật sống cao nhất của Yêu Đình, ở trong tay Bạch Trạch đã không có bất luận bí mật gì. Bạch Tiên sinh linh cơ khẽ động, thư cơ trộn hai ô vuông nhỏ còn sót lại từ lần trước y lắp ráp thứ này vào đống linh kiện. Không có chuyện gì phát sinh, không có chuyện gì phát sinh. Quy tắc tự nhiên của Hồng Hoang có rất nhiều khác biệt so với quê nhà của Lý Trường Thọ, đây vẫn là một nơi bầu trời hình tròn, thiên đạo chiếu bầu trời vào một thế giới hình vuông chỉ có ngũ bộ châu hồng hoang là xác thực. Độ ấm của Thái Dương Tinh dần rút đi, trên bầu trời treo một phần trăng sáng, phía trước Thái Bạch Điện phản phất như xuất hiện một con đường mòn màu trắng, trượt xuống từ Thái Âm Tinh ở trước mặt Thái Bạch Điện. Vị Nguyệt Trung Tiên Tử kia cưỡi mây bay đến, bộ váy tiên nữ phức tạp và thần kỳ với vai trần và đôi chân trần tỏa ra ánh sáng thần tiên khiến rất nhiều thiên binh thiên tướng vừa nhìn đã thất thần, nhìn lần thứ hai liền choáng đầu. Cũng may Điện Trang đã trở về quê hương, bằng không hôm nay sẽ có thể mất máu quá nhiều mà ngất xỉu. Thỏ Ngọc cùng với Linh Châu Tử tất nhiên là không thích hợp hiện thân vào lúc này, hai người ở bên trong quảng hàng cung uống trà ăn điểm tâm, Thỏ Ngọc nghe Linh Châu Tử phàn nàn về sự phiền muộn trong lòng. Nói chung là, Kim Bằng, Ngao ức, điện Trang đều có nhiệm vụ, nhưng y chỉ có thể chạy việc vặt. Còn là chạy khoảng cách gần. Lại nói đến hàng Nga tiên tử cưỡi mây đáp xuống phía trước Thái Bạch Điện, lý trường thọ mang theo long cát đi ra phía ngoài nên đón lý trường thọ duy trì khuôn mặt lão thần tiên lúc này liền vái chào cười nói tinh quân có khỏe hay không đại nhân đừng có khách khí như vậy hằng nga đáp lại bằng một nụ cười cũng cúi chào như vậy chỉ là đưa tay ra che cổ áo ngực hằng nga trực tiếp hỏi đại nhân lần này gọi ta tới chỉ sợ không chỉ là mời ta tới uống rượu đơn giản như vậy ôi chao tinh quân sao lại nói như vậy lý trường thọ lễ phép nói tinh quân thân cư tại vị trí quan trọng thái âm tinh lại là cao thủ thiên đình ít có ta mời tinh quân ăn một bữa cơm thân cận với nhau hơn một chút điều đó cũng rất cần thiết mời tinh quân vào trụ nhạc thức nhắm không thành kính ý hằng nga mỉm cười gật đầu cất bước vào trong đại điện lý trường thọ đang nghe truyện trên tv audio cv mở ra cấm chế đại điện khiến nơi đây ngăn cách cùng với bên ngoài Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tia tiếng nhạc bi ai truyền đến từ trong góc, tiết tấu chậm rãi, hàm chứa vô tận bi thương, giống như một nữ tử đang khóc lóc than thở. Khục. Lý Trường Thọ hắn giọng, chắp tay sau lưng, khiển trách một tiếng. Tấu nhạc làm sao vậy? Đổi cái khác vui vẻ hơn đi. Làm sao? Bần đạo bận rộn mấy trăm năm, còn không thể hưởng thụ một chút trao đổi công vụ thiên đình với tinh quân đại nhân sao? Linh Nga ở trong góc không nhịn được liếc mắt, nhưng cũng không thật sự làm cho sư huynh khó xử, nhẹ giọng đáp: đúng vậy, tiểu tiên đánh sai, tinh quân đại nhân ngài đừng nóng giận, nếu không ta mời tỷ tỷ cùng đánh. Lý Trường Thọ biết lỗi mà sửa là được rồi, không cần quá mức làm rộn. Linh Nga tự nhiên sẽ không làm khó sư huynh nhà mình, từ khúc rất nhanh liền biến thành giai điệu du dương. Nếu không phải giao trì nhiều quy cũ. Long Cát với tư cách là người bị vương mẫu giáo huấn nhiều nhất. Lúc này Long Cát chắc chắn sẽ không kèm được, quay người cười thành tiếng. Cũng may Long Cát kiềm chế được, không chỉ là kiềm chế, còn chủ động giải thích đối với hàng Nga mặt mũi tràn đầy hoang mang. Vì chiêu đãi tinh quân đại nhân, gia sư thế nhưng là mời ra bảo bối quý giá nhất của mình. Hàng Nga lập tức sáng tỏ, đối với tiểu tiên tử không lộ diện trong góc hạ thấp người hành lễ, lúc này mới tiếp tục nói chuyện trời đất cùng với Lý Trường Thọ liên quan tới tình hình bên trong thái bạch điện hằng nga cũng là nghe được một số tin đồn từng chứ không phải là bởi vì nhàn rỗi quá nhàm chán cho nên mới dùng thuật vân kính nhìn thiên địa xem phàm tục vào tiệc lý trường thọ thể hiện kỹ năng ăn nói siêu phàm cũng coi như trò chuyện vui vẻ với hằng nga nhưng hiện tại là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu khẩn trương lý trường thọ cũng không muốn chậm trễ nhiều thời gian ở bên trên sự tình trảm tiên phi đao rất nhanh liền dẫn chủ đề tới sự tình thượng cổ. Trước đây ta trò chuyện cùng với tinh quân, tự hồ nghe nói tinh quân cùng với đại vua nghệ vu tộc thượng cổ cũng không có tình cảm vợ chồng, không có quan hệ phu thê, chẳng qua là một cuộc hôn nhân danh nghĩa mà thôi. Hằng Nga không ngờ Lý Trường Thọ nói ngay thẳng như vậy, sắc mặt cũng có một chút ửng đỏ, nói khẽ. Hằng Nga tất nhiên là không có nói dối, chẳng qua việc này liên quan đến thể diện của nhân tộc cùng với vu tộc, còn xin đại nhân đừng có tiết lộ ra ngoài. Tinh quân yên tâm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay mời tinh quân đến đây, cũng là muốn mời tinh quân hỗ trợ. Đại vua nghệ này, ta gần đây đã tìm được. Nói xong, Lý Trường Thọ bí mật quan sát biểu tình của hàng Nga. Ánh mắt của hàng Nga dao động không lớn, biểu tình đầu tiên toát ra là vui mừng cùng với mừng rỡ, nhưng không quá sâu. Loại mức độ hời hợt này là khó có thể đạt được bằng kỹ năng diễn xuất. Lý Trường Thọ về cơ bản có thể kết luận, những vui mừng cùng với mừng rỡ này, đến từ sinh linh cùng thời đại. Hằng Nga ôm nhu nói, nghệ không phải đã bị yêu đình hãm hại sao? Vậy cũng coi như là may mắn. Không tính là may mắn, sống không bằng chết. Lý Trường Thọ cảm khái nói, ta hiện tại liền tự hỏi, yêu đình năm đó đến cùng làm bao nhiêu sự tình tán tận lương tâm. Yêu sư côn bằng kia đã là tội ác tày trời, nhưng yêu đình nói chung còn tồi tệ hơn. Hằng Nga thở dài. Nếu không trải qua thời kỳ đen tối thượng cổ, sẽ không rõ nhân tộc hôm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Vu tộc vốn là thích đi săn vạn linh, mặc dù cũng coi như hung tàn, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, bọn họ đi săn chuyên chọn cường giả. Yêu tộc vốn là vạn linh kết thành thánh tộc, được thiên đạo che chở, chống đỡ cùng với Vu tộc. Nhưng bọn hắn không tự quản, không kiềm chế bản thân, lấy hành vi của vô tộc làm tiêu chuẩn hành xử của mình lại chuyên chọn kẻ yếu ức hiếp yêu đình tại thời điểm cường thịnh nhất cũng là thời điểm khó khăn nhất của sinh linh hồng hoang bên trong yêu tộc bộ tộc thực lực mạnh ức hiếp bộ tộc thực lực yếu thanh khâu chi tộc bây giờ trong quá khứ chỉ là đồ chơi của những bộ tộc mạnh mẽ đó bóc lột những sinh linh khác làm vui như vậy không nghĩ đến việc hoàn thiện bản thân không nghĩ đến việc tiến bộ ngược lại không ngừng dò xét điểm mấu chốt cuối cùng của chính mình cuối cùng sẽ bị cướp mất. Yêu hoàng lại hùng tài đại lược thế nào, yêu hậu lại phẩm tính cao nhã như thế nào, cũng đều không trấn được yêu đình vốn dĩ xây dựng ở trên một nát này. Yêu sư công bằng, chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Lý trường thọ mỉm cười gật đầu, dẫn chủ đề trở về, nói. Đại vu nghệ này cũng từng bị tra tấn, bây giờ thần chí không rõ, chỉ còn tinh phách bị luyện vào bên trong bảo vật. Tinh quân có muốn gặp không? Hằng Nga cười nói. Ta cùng với y cũng coi như cố nhân, nếu đại nhân cảm thấy cần phải gặp mặt, cứ an bài là được. Long Cát ở bên cạnh âm thầm than thở. Vị tiên tử ở bên trong quảng hàng cung này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Lý Trường Thọ vỗ vỗ tay, sau tấm bình phong bên cạnh, bạch trạch bưng cái, mui kia đi tới. Trên cái, mui là một tế đàn, tinh phách đại vua nghệ bị khóa trên cây cột đồng bên ngoài, nửa phần trên, tiên điện, phóng thích kiếm khí, cũng đã bị tạm thời hủy đi chỉ lộ ra một phần nhỏ bí mật của trảm tiên phi đao bạch trạch kỹ năng tháo gỡ ngày càng trở nên tinh xảo chuyện này hằng nga nhíu mày đứng dậy đi đến bên cạnh lý trường thọ cúi đầu nhìn thảm trạng của tinh phách đại vu nghệ không khỏi nhẹ giọng gọi đại vu đại vu tinh phách đại vu nghệ đột nhiên mở mắt trong đôi mắt tràn đầy nóng nảy và tức giận sau đó ngửa đầu ra sau gầm nhẹ một tiếng giống như muốn thiêu đốt chính mình Lý Trường Thọ đưa tay nhấn một cái, tinh phách này trong nháy mắt bị âm dương nhị khí phong cấm, chỉ có thể hò hét không tiếng động ở đó. Hằng Nga vội hỏi. Y đang nói cái gì? Vô nghĩa, chẳng qua là biểu đạt sự tức giận mà thôi. Lý Trường Thọ thở dài. Y đã phát cuồng một hồi lâu, không có cách nào giao lưu cùng với Y, tinh quân nhưng có biện pháp gì đánh thức tinh phách của Y không? Nếu như không thể thức tỉnh thần trí của nghệ, bảo vật này cũng chỉ có thể hủy cùng với tinh phách của y, bằng không nó chỉ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn và không an toàn. Ai? Hằng Nga suy tư một hồi, nói. Ta và y cũng không tính quen biết, nhưng ngược lại là biết, đại vu thích nhất điệu nhảy cầu chúc vu tộc của đại thê y để ta thử một chút, xem có thể dùng phương pháp này khiến y tỉnh táo trở lại hay không. Lý Trường Thọ chấp tay nói. Làm phiền tinh quân, đa tạ cũng coi như là làm chút chuyện vì cố nhân mà thôi hằng nga nhẹ giọng nói một câu đi đến một bên do dự một hồi lâu sau đó mới truyền âm hỏi thăm nhạc sĩ trong góc linh nga cũng được coi là người trong nghề âm luật chi đạo người biểu diễn nhạc nền mạnh nhất tiểu quỳnh phong thông thạo các kỹ nghệ khác nhau rất nhanh liền lấy ra một chiếc trống nhỏ và bắt đầu đánh nhịp sau đó lý trường thọ bạch trạch cùng với long cát cùng với tinh phách đại vu nghệ điên kia liền chứng kiến một đoạn nhảy cầu chút có chút sức sẹo. Ai có thể tưởng tượng được, hằng Nga tiên tử một cái chớp mắt trước đó vẫn là đoan trang tuyệt mỹ, thân mặt tiên váy kết cấu hơn mười mấy tầng, đột nhiên mở rộng hai tay, cúi đầu và cong lưng, dùng chân trần nhảy tới nhảy lui, lẩm bẩm những lời. Hình ảnh vô cùng thê thảm, người xem sạm mặt lại. Hằng Nga trong xương cốt có một loại không muốn thừa nhận thất bại, nhưng lúc này càng cố gắng, càng tỏ ra có một chút gượng gạo. Tinh phách đại vua nghệ kia vẫn không hề lay chuyển, tiếp tục ngửa đầu la hét. Một lát sau. Chuyện hôm nay, các vị chớ có nói ra ngoài. Hằng Nga ngậm cười nói như thế, trong hai mắt nheo lại tràn đầy ánh sáng sắc bén, đoạn kiếm trong tay tỏa ra hàng quang, làm cho Long Cát cùng với Linh Nga tu vi hơi yếu, không khỏi rùng mình mấy lần. Tinh quân yên tâm, tinh quân yên tâm. Lý Trường Thọ liên tục bảo đảm, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi nếu như mời vu tộc ra tay đóng vai thê tử của nghệ nhảy đoạn múa này hằng nga thở dài bây giờ biết đi đâu tìm vu tộc không thành vấn đề hậu viện liền có một người lý trường thọ phất tay một cái long cát vội vàng đứng dậy chạy đi lôi ra hùng linh lị đang ngủ trong núi trốn tu luyện hải thần đại nhân đã an bài hết thảy nàng tự mình tu hành cũng không có tác dụng gì nhìn hùng linh lị cột tóc đuôi ngựa đôi tay và đôi chân nhỏ bé Hằng Nga ngâm khẽ vài tiếng, nói Quá mức gầy yếu, vu tộc coi cường tráng là vẻ đẹp. Chuyện này dễ thôi. Hùng Linh Lị hít một hơi thật sâu, giơ tay trái lên, phòng má thổi vào ngón tay cái, cả người trong nháy mắt phòng lên đến độ cao 10 trượng. Cơ bắp nổi lên khắp người, hóa thành tư thái hòn non bộ năm đó. Lý Trường Thọ âm thầm lau mồ hôi, còn tưởng rằng Hùng Linh Lị muốn hóa thành cự nhân, suýt nữa ném ra giới tử không gian vi hình trận chuyên dụng đối với Hùng Linh lỵ. Sau một phen căng dặn vắng tắt, Hùng Linh lỵ hít vào một hơi, trước vũ công số một tam giới hàng Nga tiên tử, thực hiện điệu nhảy cầu trúc ở bên cạnh Yến Hội. Bản thân vu tộc liền rất thần kỳ. Tinh phách đại vu nghệ không còn sao động nữa, ngược lại lộ ra một chút biểu tình hướng tới. Theo nhịp trống trở nên nhẹ nhàng hơn, Hùng Linh lỵ nhảy múa vui vẻ hơn, tinh phách đại vu nghệ dần dần ngơ ngác, quanh người xuất hiện từng sợi xiềng xích, trói chặt y vào cây cột đồng. Mãi cho đến khi Hùng Linh Lị nhảy mướt mồ hôi, biểu tình của Đại Vu Nghệ đã là trở nên thâm tình, trở nên hoài niệm, nơi khóe mắt tinh phách còn có giọt nước mắt óng ánh. Âm thanh thâm tình chân thành kia, vượt qua vô số năm đó, cũng vang lên ở trong đáy lòng mấy người bọn họ. Là ngươi sao? Thiếp chù y. Hằng Nga không nhịn được lấy tay đỡ trán, suýt nữa trực tiếp cáo từ rời đi một lát sau. Hùng Linh Lị vu nhân nhất tộc, bái kiến tiền bối. Ở bên cạnh Yến Hội, Hùng Linh Lị không mình hành lễ, tinh phách đại vua nghệ đã khôi phục thần trí, vào giờ phút này lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú vào Hùng Linh Lị, thanh âm của y vang lên ở trong đáy lòng mấy vị tiên nhân. Trên đời, đã không có chỗ cho vu tộc chúng ta dung thân sao? Lý Trường Thọ nói. Đại vu không cần phải lo lắng, hậu thổ nương nương che chở một chi vu tộc tại địa phủ, Phu tộc tại Bắc Bộ Bắc Câu Lô Châu cũng đang sinh sôi nảy nở. Mặc dù không còn thịnh cảnh năm đó, cũng chịu sự giám sát của thiên đạo, nhưng huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt. Hằng Nga cũng ở đây, yêu soái bạch trạch cũng ở đây, như vậy, ngươi là ai? Đại vu nghệ nhắm hai mắt lại, nhưng Lý Trường Thọ lại cảm giác được chính mình đang bị một cổ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, đạo tâm lại có một tia run rẩy. Không hổ là đại năng thượng cổ có thể bổ trận cho 12 tổ Vu ta chẳng qua là một vị tinh quân bên trong thiên đình bây giờ lý trường thọ ngậm cười nói bạch trạch ở bên cạnh mở miệng nói phàm là đại vua ngươi còn có một chút cảm tình đối với vua tộc liền đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa đối với vị tiên thần trước mắt này nếu không có hắn vua tộc bắc châu chỉ sợ là đã tuyệt hậu hậu thổ nương nương cũng sẽ rơi vào phiền phức bạch tiên sinh không cần nhiều lời lý trường thọ đưa tay ra hiệu hai mắt nhìn chăm chú tinh phách đại vua nghệ lạnh nhạt nói. Ta kỳ thật không cần giải thích quá nhiều với ngươi, trong lúc nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng. Ta và ngươi liền đơn giản hơn một chút, ta nói yêu cầu của ta, ngươi nói yêu cầu của ngươi, nếu có thể ăn nhịp với nhau thì không thể tốt hơn. Nói đi. Ta muốn dùng trảm tiên phi đao, ngàn năm sau thả ngươi tự do, cho ngươi cơ hội chuyển sinh. Có thể. Làm phiền bạch tiên sinh, lắp hồ lô trở lại đi tinh phách đại vu nghệ mở hai mắt ra nhíu mày liếc nhìn lý trường thọ lại xê dịch ánh mắt về phía hằng nga hằng nga lộ ra nụ cười nhàn nhạt gật đầu ra hiệu đối với y ngươi còn sống những tướng quân nhân tộc kia cũng không có làm khó dễ ngươi xem ra cũng không tệ hằng nga thở dài sự tình năm đó không cần nói thêm bọn họ làm khó xử thì lại có thể thế nào phụ thân tự nhiên sẽ bảo vệ ta ngươi có thể chuyển sinh cũng là chuyện tốt Tinh quân đại nhân xem như sinh linh có ý tứ nhất trên đời bây giờ hắn đã hứa hẹn đối với ngươi đương nhiên sẽ không nuốt lời chung quy là vô tộc chúng ta thua đại vu nghệ buông tiếng thở dài trong mắt mang theo một chút hoài niệm xa xưa chúc mừng đa tạ nói xong đại vu nghệ nhắm mắt không nhiều lời nữa bị bạch trạch bưng đi ra sau tấm bình phong lý trường thọ cùng với hằng nga liếc nhìn nhau hằng nga bất đắc dĩ cười một tiếng nhớ tới sự tình năm đó ít nhiều có một chút sầu não, bưng tôn rượu lên tự uống một mình. Trảm tiên phi đao, cuối cùng là có thể dùng. Lại nhiều thêm một món bảo vật có thể trảm đại la, tổn thương đại năng, tóm lại xem như một chuyện vui. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, đưa tiễn hằng Nga, chơi đùa một hồi với Linh Nga, liền dấn thân vào trong bố cục khẩn trương. Việc bắt giữ công bằng chủ yếu được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn trước tạo thế, ổn định thế cục ra tay bắt cá tin tức hồng mông tử khí chỉ cần vừa xuất hiện đại năng hồng hoang nhất định sẽ vỡ tổ nhưng chỉ cần các cao thủ đạo môn tích cực hoạt động lộ ra khí thế nhất định phải đạt được hồng mông tử khí liền có thể khiến cho các lộ đại năng bảo trì quan sát ở một trình độ nhất định sẽ không trước tiên đánh nhau gia tăng sự hỗn loạn điều đầu tiên lý trường thọ phải làm chính là khiến cho những luyện khí sĩ dưới cảnh giới đại la biết khó mà lui Vô luận là đời trước hay là tại hồng hoang, phàm là sinh linh còn có ý nghĩ lớn mật, liền sẽ không thiếu kẻ thừa cơ. Ứng đối với tình hình như vậy, biện pháp của Lý Trường Thọ rất đơn giản. Định thiên mệnh Chỉ cần trong lúc tin tức, hồng môn tử khí sắp hiện thế, phát tán ra, cũng phát tán ra, thiên cơ sở hiện, sợi hồng môn tử khí thứ chín thuộc về đệ tử đạo môn, tự nhiên có thể làm cho đại bộ phận luyện khí sĩ trùng bước. Sợi hồng môn tử khí thứ chín nếu thật sự hiện thế, đó sẽ là một bảo vật mà thánh nhân lão gia cũng đều muốn xuất thủ cướp đoạt, nếu thuộc về đại giáo nào, đại giáo đó liền sẽ có thêm một bán thánh. Phàm là tán tu hồng hoang có một chút lý trí, cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Đối với tác dụng phụ do những hành động này mang lại, ví dụ như gia tăng mâu thuẫn giữa luyện khí sĩ đạo môn cùng với các luyện khí sĩ khác, gia tăng tâm tình bất mãn của sinh linh bên trong thiên địa đối với đạo môn, đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Sau đó nếu như bắt được cung bằng liền công bố sự việc này trước công chúng, sau đó Thiên Đình sẽ chủ động xin lỗi ngoại giới. Không chỉ mang lại một đợt thanh danh cho Thiên Đình, lại có thể làm cho ấn tượng về Thiên Đình mạnh đến mức có thể tính kế côn bằng ăn sâu vào lòng người, cũng có thể coi là kế sách một mũi tên trúng hai đích. Cách đại chiến Huyền Đô Thành trong kế hoạch, đếm ngược 15 năm. Hồng Hoang đã bắt đầu xuất hiện các cuộc thảo luận liên quan đến Hồng Mông tử khí, không ít luyện khí sĩ nói tới sự tình mà họ không dám nói vào ngày bình thường nói về sự khác biệt giữa thiên đạo thánh nhân cùng với đại đạo thánh nhân. Cùng năm đó, xung quanh hỏa vân động xuất hiện đủ loại dị tượng, có nhiều loại dị thú thượng cổ khó gặp hiện thân. Căn cứ vào lời nói của một số đại lão kiểu như là chắc thứ 132 của người hầu hạ bên người hiên viên hoàng đế, bầu không khí trong hỏa vân động rất nghiêm túc, mấy vị tiên hiền nhân tộc không có việc gì liền tụ tập lại với nhau thương nghị đại sự. Vì thế gió thổi báo dông bão sắp đến, đã lặng lẽ hình thành. Đếm ngược 10 năm, một mẫu tin tức đã kích nổ hồng hoang thiên địa, 3.000 thế giới. Đạo hồng mông tử khí của hồng vân lão tổ năm đó cũng không phải chỉ được chia thành 8 sợi, chính mới là số cuối cùng, cho nên chia thành 9 sợi, hơn nửa sợi thứ 9 sắp hiện thế, hỏa vân động xuất hiện dị tượng liên tục, chính là điềm báo. Sau khi hỏa vân động phát hiện ra tin tức bị rò rỉ, lập tức phong tỏa liên hệ giữa hỏa vân động cùng với ngoại giới, đóng cửa lối vào hỏa vân động lại thêm một lượng lớn chiến tướng của hiên viên hoàng đế tiến vào đóng quân xung quanh đầm lầy, dường như là đang tìm kiếm cái gì. Hồng hoang thiên địa, xuất hiện rung chuyển phạm vi nhỏ, từng tin tức khó phân thật giả lan truyền, nhóm luyện khí sĩ vĩnh tai, trừng lớn mắt, muốn chứng kiến bên trong thiên địa này có thể phát sinh đại sự gì. Không ngừng có đại năng năm xưa được nhận định đã hóa đạo, hiển lộ tung tích tại các nơi. Toàn bộ hồng hoang, bị một sợi hồng mông tử khí, dẫn dắt tiết tấu hoàn toàn mà lý trường thọ lúc này đã thông qua mai văn họa cùng với tỷ muội bị đồng hóa một cách dễ dàng kia xác định được côn bằng đã nghe được tin tức này mai văn họa cảm ứng được thiên ma tôn giả bắt đầu gia tăng tốc độ phân hóa thiên ma bức màn đã hoàn toàn được vén lên lý trường thọ chuẩn bị đi đến huyền đô thành tiến hành bố trí các loại trận pháp một bàn tay lớn chậm rãi mở ra côn bằng mặc dù lớn nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay lớn này nhưng mà lý trường thọ không biết là khi hắn duỗi ra bàn tay lớn này một bàn tay lớn khác lại là mở ra phía dưới bao phủ hắn cùng với toàn bộ thế giới trước khi lý trường thọ xuất phát đi tới huyền đô thành tại côn luân sơn bên trên tiệc rượu mãi không kết thúc độ ách đạo hữu ngươi có tin tức gì không làm sao mấy năm này sự tình hồng môn tử khí lưu truyền sôi sùng sục như thể thật sự có một sợi hồng môn tử khí sắp hiện thế vậy Chuyện này, bần đạo thật đúng là không có tin tức gì. Độ ách chân nhân khiêm tốn cười cười, gõ gõ vạt áo hoa văn vàng trên đạo bào tinh xảo, vuốt ve cây phất trần tinh xảo trong tay, sau đó thu lại tư thế ngồi đạo mạo, cười đáp. Bần đạo cũng không phải tin tức gì cũng đều có thể nghe được, chủ yếu là đến từ thiên đình, người quen của bần đạo cũng không rõ đối với chuyện này. Nhắc tới thiên đình, những lỗ tai xung quanh lập tức vểnh lên. Có lão đạo hỏi, Thiên đình thật sự không có tin tức sao? Làm sao những lời đồn này, gần đây giống như đều là truyền tới từ hỏa vân động? Độ ách chân nhân vuốt râu lắc đầu, bên cạnh tự có đạo sĩ nói tiếp. Chật, bần đạo có một bằng hữu vừa trở về sau khi xem náo nhiệt tại hỏa vân động, dị tượng chung quanh hỏa vân động kia, áp cũng đều không thể áp. Rõ ràng là sợi hồng mông tử khí thứ chín sắp hiện thế. Chính đó cửu phẩm thải liên xung quanh hỏa vân động đã là sắp nở hoa, sợi hồng môn tử khí thứ chín hiện thế, hẳn là trong vòng 100 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Nghe mọi người phân tích rõ ràng logic, độ ách chân nhân ở bên cạnh không khỏi hỏi. Những tin tức này đều là nghe được từ hỏa vân động. Nghe tới cái gì chứ, bần đạo là tận mắt nhìn thấy. Độ ách chân nhân lộ vẻ mặt giật mình, nhíu mày liếc nhìn bầu trời, nói thầm. Chẳng lẽ việc này là thật sao? Tại sao lúc bần đạo hỏi thăm thiên đình, đều là hỏi gì cũng không biết. Chúng lão đạo hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt lại có thêm mấy lời đồn đãi. Theo Bần đạo thấy, chúng ta cũng đừng có đánh chủ ý lên sợi hồng môn tử khí này, đó không phải là bảo vật mà chúng ta có thể dính chàm. Đạo môn có nhiều cao thủ như vậy, bên trong thiên địa có nhiều đại năng như vậy, chúng ta chẳng qua là tiên trường sinh yên vui, nếu như cuốn vào vòng xoáy như vậy, sẽ rất lãng phí thời gian công sức, nếu như hóa thành kiếp hôi, vậy thì thật sự không có chỗ để khóc không phải còn có lời đồn, thiên cơ sở hiện, sợi hồng môn tử khí thứ 9 này sẽ thuộc về nhị đại đệ tử công lao lớn nhất đạo môn sao? Không phải là thiên đạo sẽ trực tiếp ban thưởng, ban cho vị thái bạch tinh quân kia. Thái bạch tinh quân có công lao gì mà có thể trực tiếp đạt được cơ duyên thành thánh? Phụ tá thiên đình còn không phải đại công sao? Phát dương đạo môn đó không phải là đại công sao? Còn có ước định đạo môn bất chiến kia, không phải cũng là thái bạch tinh quân lý trường canh một tay thúc đẩy? đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ, trong lòng chung quy vẫn là hướng về đạo môn. Chớ nói thêm, chớ nói thêm, thiên đạo đang nhìn chăm chú vào chúng ta. Dừng ở đây đi, việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua là xem náo nhiệt. Đúng vậy, dừng đi. Hồng mông tử khí. Thái bạch tinh quân. Độ ách chân nhân vuốt trâu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường trong đó hôm nay y cũng không phải đơn thuần tới đây nói chuyện phím kể từ khi trở thành tuyên truyền viên của thiên đình bình rộng hồng hoang y đã liên tục tung ra rất nhiều tin tức lớn nhất cử nhất động lúc này đều sẽ được hiểu là thái độ của thiên đình độ ách chân nhân sở dĩ đi ra ngoài là vì buổi sáng nhận được một phần ngọc phù truyền tin của thiên đình nội dung trong ngọc phù rất quái lạ chính là bảo y ra ngoài hoạt động một chút nghe nhiều hơn nhìn nhiều hơn nhưng sau khi ra ngoài nửa canh giờ đồ nhi trịnh luân của y lại tới an bài tỉ mỉ như thế rất có thể là xuất phát từ tay tinh quân đại nhân cũng không biết cụ thể có thâm ý gì sư phụ ngài lại ra ngoài uống rượu chợt nghe một tiếng kêu gọi truyền đến từ dưới núi đồ ách chân nhân đứng dậy vái chào đối với các vị lão hữu cười nói đồ nhi đến tìm bần đạo về trước đây chân nhân làm sao vừa tới đã muốn đi chân nhân ngươi phải nói cho các lão hữu một lời hồng mông tử khí có phải là thật hay không độ ách chân nhân nhìn bóng người vây xung quanh mình thở dài bần đạo là thật sự không biết chuyện này hơn nữa cho dù biết chuyện này là thật hay giả lại có thể thế nào bên trong thiên địa có nhiều đại năng như vậy huống chi còn có cao thủ đạo môn hồng mông tử khí nếu như thật sự hiện thế đó cũng là thiên đạo thả ra các vị cũng nên cẩn thận độ ách trong lúc nói chuyện thanh niên đạo sĩ phong độ phiên phiên anh tuấn tiêu sái mày kiếm mắt sáng kia, đã cưỡi mây đến chỗ tiệc rượu giữa sườn núi. Thanh niên đạo sĩ này trước tiên vái chào đối với mọi người trong tiệc rượu, lại truyền âm nói đối với độ ách chân nhân. Sư phụ, ngài cần phải trở về. Mấy năm gần đây không phải thiên đình có lời dặn dò ngài bớt uống rượu ít ra ngoài sao. Thanh niên đạo sĩ này, tất nhiên là Trịnh Luân. Lúc này này Trịnh Luân chỉ mới là cảnh giới chân tiên, dù sao cũng mới chuyển thế tu hành chưa bao lâu, nhưng thân phận của y đã sớm bị độ ách chân nhân, thủ khẩu như bình, tiết lộ ra ngoài Trưởng môn độ tiên môn quý vô ưu chuyển thế thân Đã từng là trưởng môn đại nhân của thiên đình Thái Bạch Tinh Quân Do Thái Bạch Tinh Quân tự tay an bài chuyển thế Đi, đi Độ ách chân nhân lắc lắc vất trần, cười ha hả đứng dậy Trở về, bây giờ liền trở về Vi sư cũng không có uống rượu, cũng không có nói lung tung gì với bên ngoài Trịnh Luân cười khổ, khuôn mặt coi như bình tĩnh phát huy kỹ năng diễn xuất bình thường. Vào lúc luân hồi, tay của tiên mạnh bà lại rung lên như hồng hoang Parkinson, một ngụm canh cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc này y đã khôi phục ký ức kiếp trước. Đợi độ ách chân nhân cưỡi mây đi, trịnh luân cúi đầu nhảy lên trên mây của sư phụ, cùng nhau bay xa, chỉ để lại một đám luyện khí sĩ già, trung niên, trẻ đằng sau, cả đám quay mặt nhìn nhau. Có vấn đề, trong này thực sự có vấn đề. Thiên đình cố ý truyền bá tin tức, khó phân thật giả nhưng khẳng định là có lợi đối với thiên đình thiên đình không muốn truyền bá tin tức tự nhiên bất lợi đối với thiên đình nhưng chính thành chính là thật có lão đạo nhỏ giọng thầm thì hẳn là sợi hồng môn tử khí kia không phải trực tiếp ban thưởng cho thái bạch tinh quân mà cần thiên đình ra tay cướp đoạt trong nháy mắt toàn bộ tiệc trụ liền trở nên sôi động mặc dù không có phát ra tiếng động lớn nhưng lại có dòng chảy ngầm trường thọ sư huynh có nghe nói về sự tình hồng môn tử khí không? Tại thiên đình, nguyên phủ thủy thần, ở hậu viện phong cảnh lịch sự tao nhã kia. Một nam một nữ sống vai mà đi, quanh người có một tầng kết giới vô hình, giống như thủy tinh mờ. Đó là lý trường thọ khôi phục khuôn mặt thanh niên, cùng với hữu cầm huyền nhã thân mang váy dài. Lý trường thọ vừa mới chuẩn bị rời khỏi thái bạch điện, liền được hữu cầm huyền nhã truyền tin, chạy tới gặp mặt nàng vốn tưởng rằng nàng ở thiên đình có chút nhàm chán muốn tìm chính mình nói chuyện tâm tình ai ngờ sau khi lý trường thọ mở ra kết giới tiên lực hữu cầm huyền nhã trực tiếp hỏi một câu như vậy ngươi cũng nghe được lời đồn rồi lý trường thọ mỉm cười hỏi lại ừm hữu cầm huyền nhã nói bây giờ các lộ tiên thần thiên đình nghị luận ầm ĩ nói rằng sợi hồng mông tử khí thứ chín sắp hiện thế hẳn là cho sư huynh ngươi lý trường thọ mỉm cười lắc đầu nói tâm tư của thiên đạo ta cũng không dám đoán trong đáy lòng lại là âm thầm xin lỗi lo lắng nói ra chân tướng lúc này sẽ bị người khác nghe lén liên quan tới lần tính kế này hắn đối với hữu độc cũng không thể nói ra nửa điểm tin tức hữu cầm huyền nhã hỏi vậy lần này sư huynh nắm chắc chứ cũng tạm lý trường thọ nói chẳng qua hết thảy cũng đều là không thể biết được sợi hồng môn tử khí này hoàn toàn dựa vào hữu duyên vô duyên ta có thể giúp ngươi cái gì không hữu cầm huyền nhã lộ vẻ mặt nghiêm túc định tiếng nói coi như lên núi đao xuống biển lửa vì sư huynh huyền nhã nghĩa bất dung từ lý trường thọ thế thì có muốn lập bàn hương án kết nghĩa huynh đệ ở đây không chẳng qua đây cũng là một phần tâm ý của nàng trong đáy lòng lý trường thọ tóm lại là ấm áp cười nói ngươi an ổn tu hành tại thiên đình là được những việc này không cần quan tâm nhiều. Đúng rồi, huyền nhã ngươi làm sao vẫn luôn không có tới tiểu quỳnh phong chơi. Linh Nga ra ngoài tìm ngươi chơi đùa, đều bị ta phạt hơn 10 lần. Hữu cầm huyền nhã rung lên, hỏi ngược lại. Ta có thể tùy ý đi tiểu quỳnh phong sao? Lý Trường Thọ cười nói. Có gì không thể? Nàng nhỏ giọng nói. Đó không phải hậu viện Thái Bạch Điện sao? Ngươi là sư muội đồng môn của ta, lại là tri kỷ bằng hữu của ta ở trong độ tiên môn ngươi cùng với tiểu sư thúc và sư huynh muội chúng ta là người thân nhất ai còn dám ngăn ngươi hay sao trong đáy lòng lý trường thọ nói thầm một tiếng ta biết ngay mà lấy ra một xấp đạo nhân giấy ở bên trong tay áo dặn dò đây là hóa thân người giấy mới nhất thực lực của nó đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây ngươi nên mang nó theo bên mình thiên cung mấy trăm năm nay canh giữ nghiêm ngặt Ngươi vẫn luôn bế quan tu hành không có cách nào ra ngoài trảm yêu trừ ma, trong đáy lòng hẳn là có chút nhàm chán, thái bạch điện ngươi có thể tùy ý đến. Nếu muốn đi đến chỗ nào thiên đình, trực tiếp lấy đạo nhân giấy của ta ra, khẳng định sẽ không có người dám ngăn trở. Ừm. Hữu cầm huyền nhã thu người giấy vào, hơi có một chút muốn nói lại thôi, đôi mắt đảo quanh, chậm chạp không nói. Ai? Lý trường thọ chậm rãi thở dài. Thiên đình dần dần đi vào quỹ đạo, thiên địa thống ngự càng ngày càng rộng lớn, đẳng cấp quyền thần càng ngày càng xâm nghiêm. Đây không phải sự tình sư huynh vẫn đang làm sao. Bên trong đôi mắt đẹp của hữu cầm huyền nhã tràn đầy ánh sáng, nói đến chuyện này ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Quan niệm của sư huynh ngươi về thiên địa nhân tam giới, cùng với phân chia linh tiên yêu ma quỷ sinh linh kia, đều đại biểu cho một loại trật tự hoàn toàn mới. Lúc này càng là đã có rất nhiều hiệu quả, ở bên trong nam thiện bộ châu kia, yêu ma tuyệt tích, tiên nhân không dám tùy tiện tiến vào, phàm nhân an cư lạc nghiệp, không còn bị tiên nhân ức hiếp. Thế lực bên trong ba ngàn thế giới đã sơ bộ sáng tỏ, mặc dù lúc này ở trong đại kiếp chinh phạt không ngừng, nhưng có thể đoán được, một khi đại kiếp tiêu tán, thế lực thiên đình chắc chắn áp đảo ở phía trên tam giới, mang đến trật tự như vậy cho toàn bộ hồng hoang thiên địa. Trường sinh tiên bình thường, cái gọi là đại năng hồng hoang, cho dù chỉ là hoàn thành một nửa sự tình trong đó, cũng có thể coi là công thành danh toại, sư huynh lại dùng mấy trăm năm thời gian, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sư huynh, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, cười nói. Ta thấy lúc ngươi nói những lời này trong mắt có ánh sáng, vẫn là ưa thích làm thiên tướng tại thiên đình. Ừm. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay sau lưng ngâm khẽ vài tiếng, rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều so với trước đây. Chẳng qua là cảm thấy, làm việc ở đây, là có thể kính dân một phần lực lượng vì thiên địa thương sinh trước đây lúc huyền nhã mê mang không biết làm sao, là sư huynh đề tỉnh ta. Thân này nguyện hiến dân vì chính nghĩa. Hơn nữa, nàng nhìn sang bên cạnh, hạ thấp thanh âm nhất, thấp giọng nói. Thiên đình còn có sư huynh. Lý trường thọ cười nói. Nếu như ta có một ngày rời khỏi thiên đình, ngươi sẽ làm như thế nào? Hữu cầm huyền nhã khẽ cau mày, không biết nên trả lời như thế nào. Lỗi của ta, vấn đề này đối với ngươi mà nói là quá mức làm khó xử lý trường thọ cười khẽ nghiêm mặt nói kỳ thật có thể theo đuổi lý tưởng của mình cũng là chuyện tốt hồng hoang thiên địa vô cùng nguy hiểm quyền sinh tồn của kẻ yếu về cơ bản không được đảm bảo đây là vấn đề nổi bật nhất trước đây nhưng thiên đạo vận chuyển đại đạo vô thường làm cho thiên đình hưng khởi vấn đề nổi bật nhất bây giờ đã được giải quyết dễ dàng đến lúc đó lại sẽ có những vấn đề mới trở thành mâu thuẫn chính chính đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nó cũng phụ thuộc vào lập trường của ngươi nhưng tín niệm thì không nên thay đổi thứ ngươi muốn bảo hộ cũng không phải là kẻ yếu trên thế gian mà là ngọn lửa trong trái tim ngươi hữu cầm huyền nhã trịnh trọng gật đầu sư huynh ta đã rõ ràng được rồi ta còn phải đi giải quyết một số đại sự lý trường thọ vô thức đưa tay chụp về phía bả vai hữu cầm huyền nhã lại miễn cưỡng dừng lại cách bả vai nàng ba tấc đây thuần túy là thói quen cổ vũ bọn người biện trang. Trong ánh mắt hữu cầm huyền nhã có chút nghi hoặc, thử nghiêng đầu, đưa gương mặt lại gần. Lý trường thọ linh cơ khẽ động, trong tay nhiều thêm một miếng ngọc bội màu xanh lục có công hiệu thủ hộ nguyên thần, dùng tiên lực dán ở bên trên vành tay của nàng. Một món quà nhỏ, ta đi đây. Hữu cầm huyền nhã khẽ cười một tiếng, không cảm thấy hành động vừa rồi có gì không ổn, còn đang thắc mắc bóng lưng trường thọ sư huynh vì sao rời đi có chút vội vàng đúng rồi. Lý Trường Thọ đã đạp mây bay lên trời, lại quay người lại, cười với nàng, truyền âm nói. Ngươi là do ta an bài tới thiên đình, nếu như ở thiên đình cảm thấy nhàm chán, hoặc là cảm thấy chỗ nào không như ý, có thể tùy thời trở về. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Chúc sư huynh vạn sự như ý. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thân ảnh hóa thành một vệt ánh đỏ, trốn khỏi lăng tiêu bảo điện hồng mông tử khí này là do hắn tham dự chế tác đoạt nó để làm gì ra ngoài gây sự tự nhiên là phải dẫn theo hóa thân của ngọc đế bệ hạ ít nhiều cũng có một chút cảm giác tham dự ba ngày sau ở phụ cận hỏa vân động lý trường thọ cùng với hóa thân ngọc đế thuyên động trốn trong âm thầm nhìn chăm chú mảnh đầm lầy dị tượng khắp nơi kia bảo sen đoá đoá phun thải hà khánh vân từng mảnh tiếp thiên khung không chỉ là bên ngoài hỏa vân động bên trong hỏa vân động cũng là có một chút náo nhiệt, dù sao theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, diễn trò liền phải diễn đến nơi đến chốn. Bên trong phạm vi ngàn dặm hết sức náo nhiệt, không ít luyện khí sĩ đi tới nơi đây quan sát, lấy cảnh giới thiên tiên làm chủ, nhưng trong đó hỗn tạp không biết bao nhiêu cá lớn. Lý Trường Thọ cùng với thuyên động liếc nhìn nhau, hai người lặng yên rời đi. Tạo thế đã diễn ra thuận lợi. Hai người dùng tay làm dấu mời, âm thầm rời khỏi phụ cận hỏa vân động, hướng phía trên trời bay đi mấy ngày sau đi đến bên trong đại trận huyễn cảnh bố trí trong hư không tụ hợp với kim sĩ đại bằng bạch trạch trước đây trở về lâm thiên điện chủ trì đại cuộc cùng nhau chạy tới huyền đô thành thuyên động cười nói bây giờ cũng coi như đại sự đã định cũng không biết sợi hồng mông tử khí kia có thể lừa gạt công bằng hay không bệ hạ lý trường thọ cười nói để cho ổn thỏa ngoại trừ hồng mông tử khí ta còn chuẩn bị một cái lưỡi câu khác nếu lần tính kế này không thành có thể lập tức khởi động kế hoạch dự phòng ồ thuyên động buồn bực nói chuyện này cũng có thể có kế hoạch dự phòng trường canh ngươi cùng với côn bằng có thù oán gì cũng không có thù oán gì lý trường thọ cười nói kỳ thực kế hoạch này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn chính là bốn thiên ma tiểu thần an trí ở bên trong thái bạch điện kia hết thảy bởi bắt đầu từ mai văn họa Thiên ma dị biến hóa thành sinh linh tinh khiết nhất. Đạo tác tạo ra thiên ma không được đầy đủ, cho nên thiên ma phần lớn đều có khuynh hướng hủy diệt, mà sau khi dị biến thiên ma đi về một hướng cực đoan khác, trong lòng tràn đầy cứu rỗi cùng với bảo hộ. Đây cũng là chuyện tốt." Thuyên động cười nói. "Đừng có gọi là thiên ma thiên ma nữa, đặt cho các nàng một cái tên mới đi." Lý Trường Thọ ấm giọng nói. "Nếu như bệ hạ có thể ban tên, đó tất nhiên là vinh hạnh của các nàng." các nàng vốn là thiên ma hóa thành tiên linh như vậy không bằng liền gọi các nàng là tiểu ma tiên nhất tộc tiểu lý trường thọ giơ ngón tay cái biểu đạt sự khâm phục liên miên bất tuyệt trong đáy lòng chính mình rất nhanh liền dẫn chủ đề trở lại chính sự tiểu thần sẽ nói ngắn gọn các nàng mai văn họa có thể uy hiếp được thiên ma tôn giả mà căn cứ vào nhiều thông tin khác nhau mà tiểu thần nhận được công bằng có thể thu hoạch được linh lực ở bên trong hỗn độn hải dựa vào chính là thôn vệ phân thân thiên ma tôn giả. Chúng ta chỉ cần xuất thủ đối phó với thiên ma tôn giả, công bằng vì nguồn linh lực của mình, cũng không thể không hiện thân cứu viện. Chỉ chẳng qua, kế hoạch dự phòng này nguy hiểm khá lớn, phải tiến sâu vào hỗn độn hải, cũng không biết sẽ gặp phải khốn cảnh gì. Diệu Thuyên động lộ vẻ mặt cảm khái, tán thán nói Luận mưu đồ sâu xa, trường canh thuộc về đệ nhất nhân dưới thánh nhân Nói đến chuyện này, tiểu thần ngược lại là ẩn ẩn có một chút lo lắng lý trường thọ nhìn điểm sáng không ngừng lóe lên trong hư không trước mặt tây phương giáo nếu như cố ý làm loạn cũng sẽ có một chút phiền phức bọn họ còn có thể làm loạn như thế nào thuyên động cười nói cũng không thể truyền bá tin tức nói hồng mông tử khí kia là giả đúng không chỉ hy vọng như thế lý trường thọ cười nói bọn họ nếu như cũng cảm thấy hứng thú đối với hồng mông tử khí tất nhiên là không muốn để cho quá nhiều người ra tay như vậy cơ hội của bọn họ có thể lớn hơn một chút nếu bọn họ truyền bá tin tức như vậy ngược lại là một chuyện tốt trực tiếp tăng độ tin cậy của việc này tiểu thần lo lắng là bọn họ đột nhiên linh cơ khẽ động làm ra điều gì đó bất ngờ ồ thuyên động cái hiểu cái không nhưng rất nhanh liền làm ra biểu tình hiếp mắt mỉm cười kỹ xảo thông dụng của thượng vị giả cùng lúc đó ở dưới chân linh sơn đạo nhân chút hơi mập kia đứng ở bên trong bóng tối trên môi mang theo ý cười lâu dài không tiêu tan lạnh nhạt nói với hơn chục bóng người đang hành lễ trước mặt liền như những gì bần đạo vừa mới nói nhanh lan truyền ra đi sợi hồng mông tử khí kia mặt kệ là thật hay giả tám thành đều là do thiên đình tính kế điều bần đạo thích làm nhất chính là không cho thiên đình như ý nhớ phải hành sự cẩn thận đừng có tiết lộ phong thanh bần đạo kế tiếp còn có rất nhiều an bài lấy văn tịnh đạo nhân cầm đầu các cao thủ cùng nhau đồng thanh đáp ứng tại hỗn độn hải ở một nơi cách hồng hoang vô cùng xa xôi thân thể khổng lồ không thể đong đếm bị từng đoàn bóng đen vây quanh cái miệng lớn đen kịp như vực sâu chậm rãi mở ra nuốt vô số bóng đen vào trong bụng một tia thần niệm truyền đến chủ nhân ngài thật sự muốn đi hồng hoang sao đây nói không chừng là cạm bẫy bọn hắn là những kẻ xảo trá nhất đôi mắt cá của côn bằng chậm rãi mở ra một cái khe hở đây là cơ hội cuối cùng của ta bọn hắn không thể lưu lại được ta tại huyền đô thành ở sau đại trận ghép lại lý trường thọ lẳng lặng đứng ở đầu tường ngắm nhìn khí tức hỗn độn vô biên vô tận kia thoáng có một chút xuất thần ở sau lưng hắn mấy đạo thân ảnh đang bận rộn tại các nơi triệu công minh hoàng long chân nhân và cao thủ hai giáo đã đến nơi đây sớm mấy năm Huyên động chuyến này mang theo một số lớn bảo tài cùng với linh thạch, tự mình biểu đạt sự ủng hộ của thiên đình đối với chuyện này. Ở bên ngoài thành, một đóa hoa ngũ thải lặng yên nở rộ, tự hành du tẩu ở bên trong khí tức hỗn độn. Hai thân ảnh đứng sóng vai trên đóa hoa này, tất nhiên là đại pháp sư cùng với khổng tuyên, hai người đứng rất gần, vừa nói cười vừa bố trí một số trận cơ đặc thù. Tiến triển cũng coi như tương đối thuận lợi, chỉ là Chính mình lúc mới đến nơi đây, đại pháp sư truyền âm phàn nàn nói rằng sau khi khổng tuyên đến y đã một hồi lâu không thể chợp mắt ngủ một giấc luôn cảm thấy đại pháp sư là đang khoe khoang cái gì đó nhất niệm hoa khai nhất niệm nói hiểu lý trường thọ cười khẽ bắt đầu suy tư toàn bộ tính kế nơi nào còn có khả năng xảy ra vấn đề chỗ nào còn chưa được bố trí ổn thỏa hắn đã suy tính từng bước một tính tình bản lĩnh năng lực cao thấp của mỗi một người tham dự cũng lưu lại đầy đủ không gian phát huy cho các vị sư huynh sư tỷ tiên hiền hỏa vân động lý trường thọ vừa rồi còn cảm nhận được thông thiên giáo chủ chủ động truyền tới một tia đạo vận trong lòng tràn đầy cảm động một vị thánh nhân tồn tại đỉnh điểm hồng hoang ở dưới sự gợi ý của tiểu đệ tử liền triển khai phòng thủ huyền đô thành trước 10 năm đây là tinh thần gì đây là chủ nghĩa tinh thần thánh đạo vô tư yêu mến tiểu đệ tử hồng hoang của thánh nhân lần này nắm chắc, xác thực chính thành tám. Công bằng nếu như có thể chạy thoát ở trong bố cục như vậy, lời này cũng không thể nói lung tung, cờ cũng không thể cấm loạn. Lần này coi như đã chuẩn bị đến trình độ như vậy, hắn cũng sẽ không nói trước. Nỗ lực hết sức, ứng phó toàn lực. Ông! Chợt thấy tâm huyết dân trào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đáy lòng. Tâm thần Na Di đến Nam Hải, mặc dù cảm ứng có một chút yếu ớt, nhưng liên quan cùng với đạo nhân giấy cũng không có gãy mất đợi đạo nhân giấy chui ra khỏi mặt đất một con mũi máu đáp xuống vai hắn thấp giọng thì thầm vài câu rồi nhanh chóng hóa thành một đám sương máu tiêu tán lý trường thọ hít mắt lại khuôn mặt hơi có một chút lạnh lùng vị di lặc này quả nhiên đã ra tay tạm thời ghi lại khoản nợ này sau này lại thanh toán nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là nhanh chóng bố trí huyền đô thành Nhân lúc tất cả sinh linh đều không để ý tới huyền đô thành lý trường thọ cũng không mong đợi dựa vào đại trận liền có thể lưu lại công bằng tác dụng chủ yếu của đại trận nơi đây là ổn định tình hình hỗn loạn ở huyền đô thành ở trong nháy mắt nhóm cao thủ ra tay nếu có thể ở bên trên cơ sở này ngăn cản công bằng mấy cái chớp mắt vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn trường canh trận pháp ở nơi đây bố trí như thế nào triệu công minh kêu gọi một tiếng Lý Trường Thọ xoay người nhảy xuống đầu tường, sắn ống tay áo lên, vung lên vạt áo đạo bào, chuyên tâm vào việc xây dựng trận pháp huyền đô thành. Tình hình cụ thể bên trong hỗn độn hải như thế nào, Lý Trường Thọ không có cách nào kết luận, cũng không dám tùy tiện tìm hiểu, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Cung bằng xảo trá nổi tiếng hồng hoang, Lý Trường Thọ không dám chủ quan chút nào. Ừm, lát nữa đi gặp báo đen một chút, xem báo đen có thể nói ra loại lời thiên đình tất thua, thái bạch tất bại này hay không? Đảo ngược độc nải, gián tiếp trí mạng. Cách kế hoạch đại chiến bên trong huyền đô thành, đếm ngược 7 năm. Lời đồng quay chung quanh hỏa vân động cùng với hồng mông tử khí bên trong hồng hoang càng ngày càng nghiêm trọng. Một số thế lực có ý khác, phát ra tin tức có quan hệ, đây hết thảy đều là âm mưu thiên đình, ở trước mặt cổ đại thế này, bị đập đến thương tích đầy mình, không còn sót lại một chút cặn. Đương nhiên, thế lực này kỳ thật chính là Tây Phương Giáo. Tây phương giáo mặt ngoài lan truyền tin tức, phủ định tính chân thực của sợi hồng mông tử khí thứ 9, lại âm thầm điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ khu vực phụ cận hỏa vân động. Khi việc này bị phát hiện ra, càng là ném thêm một cây đuốc vào tinh đồn. Chính như Lý Trường Thọ nói, bởi vì uy tín của Tây phương giáo tiêu hao, thanh danh đã thành số âm, cho nên bọn họ tính kế chính hướng, ngược lại sẽ trở thành trợ lực cho chuyện này. Càng là có hai cổ thế lực lớn tiên minh, Hương hỏa thần quốc bên trong ba ngàn thế giới thỏa thuận đình chiến, một số lớn cao thủ đi đến ngũ bộ châu. Bên trong hồng hoang thiên địa, xích mích và xung đột giữa các luyện khí sĩ tiếp tục gia tăng, thường xuyên xuất hiện sự kiện. Ngươi nhìn đểu bần đạo à, bần đạo nhìn ngươi thì làm sao? Đương nhiên, càng nhiều xung đột vẫn là. Ngươi chờ đó, bần đạo liền gọi cho bằng hữu. Sợ ngươi sao? Bần đạo cũng giao hữu rất rộng. Không lâu sau, hai nhóm người gặp mặt. Hai bên nhìn nhau vài lần, gặp được người quen, lập tức tiến lên. Tổ sư gia có linh, đây không phải Ngưu đại ca bần đạo hái thuốc gặp được tại Bắc Châu năm đó sao? Này, đây không phải là Tống sư đệ sao? Đừng đánh nữa, đều là người quen. Thế là cùng ngồi đàm đạo, vui vẻ hòa thuận. Cũng trong năm đó, Thiên Đình vẫn luôn tránh né không có phản hồi chuyện này, đột nhiên tăng binh tại khu vực Hỏa Vân động. Chỉ chẳng qua 10 vạn thiên binh thiên tướng ở dưới tình huống không đủ cao thủ bảo vệ, cũng không dám đến gần Hỏa Vân Động, chỉ là đứng ở trên cao mà thôi. Ở bên trong Hỏa Vân Động, thuộc cấp của hiên viên hoàng đế đều xuất hiện, canh giữ cửa ra vào Hỏa Vân Động. Đám thuộc cấp này cất bước từ kim tiên, hơn phân nửa đều là anh linh chi thể, chính là chiến hồn nhân tộc thượng cổ, chiến lực hết sức kinh người, làm cho chúng tán tu không dám tới gần. Một năm này, Trấn Nguyên Tử cùng với hơn mười mấy vị đại năng chính quy bên trong hồng hoang thiên địa cùng nhau đến thăm hỏa vân động, cũng chủ động thả ra tin tức đối với bên ngoài, làm loạn tại hỏa vân động, chính là đối địch với mười lão đạo nhàn vân giả hạt bọn họ. Thế lực hỏa vân động chính thức leo lên đại võ đài hồng hoang, nhưng cổ thế lực đã sớm thoái ẩn dưỡng lão này, ảnh hưởng đối với thế cục hồng hoang cũng không lớn. Một chỗ dựa nhỏ của nhân tộc mà thôi. Đếm ngược 6 năm giai đoạn thứ hai của đại trận huyền đô thành đã hoàn tất các vị cao thủ đạo môn lặng yên rút đi bản thể của lý trường thọ thi triển bí pháp biến hóa cùng với hóa thân ngọc đế thuyên động cùng nhau trốn ở bên trong góc huyền đô thành bản thân hắn chính là con ác chủ bài của kế hoạch này về phần hóa thân ngọc đế đó tự nhiên là dự bị của dự bị ác chủ bài của ác chủ bài tuyệt đối không phải khách qua đường làm cảnh gì đó mặc dù chuyện có thể làm xác thực không nhiều lắm đủ loại dị tượng bên trong thiên địa đều là hư giả, hết thảy bố trí đều sẽ chỉ đến nơi đây. Khi Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân và các cao thủ bày trận tại Huyền Đô thành đi đến Hỏa Vân động lộ mặt, Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy lưu thủ tại Thiên Đình phát ra hai đạo ngọc phù, tổ chức hai lần truyền âm, toàn diện mở ra kế hoạch kế tiếp. Đầu tiên là Lăng Tiêu Bảo điện trong Thiên Đình, Văn thần đứng đầu Thiên Đình đông một công bẩm báo sự tình có quan hệ đến lời đồn hồng mông tử khí gần mười mấy năm qua đối với ngọc đế bệ hạ ngọc đế ở ngay trước mặt chúng tiên thần cảm ứng thiên đạo suy tính một chút nói cũng chưa phát hiện ra thiên đạo dị thường sợi hồng mông tử khí thứ chín cũng chưa đến thời cơ xuất thế sau đó văn thần đứng đầu thiên đình đông một công khẩn cầu ngọc đế bệ hạ hướng thiên đạo ban thưởng sợi hồng mông tử khí thứ chín cho thái bạch tinh quân đứng đầu chúng thần thiên đình ngọc đế lại là cười không nói cũng không đáp ứng việc này, chỉ nói một câu. Đây là sự tình mà ta cũng không có cách nào quyết định. Những chuyện này tự nhiên đều là kịch bản, câu chuyện này cũng theo tin tức ngầm lưu truyền ra ngoài. Nhưng Thiên Đình Thề Thốt phủ nhận tại thời điểm này, cũng không có chút hiệu quả hạ nhiệt nào, ngược lại là làm cho chúng luyện khí sĩ phát huy đầy đủ tâm lý nghịch phản, cảm thấy đây là Thiên Đình cố ý thả ra. Chân tướng thường trái ngược với những gì Thiên Đình công bố người hồng hoang đều là cơ trí vô lại, suy cho cùng vẫn là tâm lý ăn may luôn cảm thấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống sẽ trực tiếp rơi vào tay mình. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ là cười trừ một tiếng, vẫn bước thúc đẩy các hạng kế hoạch của chính mình. Đếm ngược năm thứ năm. Một câu lỡ lời sau khi uống rượu của Phục Hy Nhân Hoàng đã đưa huyền đô thành lên đỉnh điểm của sóng gió. Bần đạo suy tính một hồi lâu, xuyên thấu qua tầng tầng đại kiếp che lấp, nhìn thấy một sợi hồng môn tử khí kia. Sợi hồng môn tử khí thứ 9 ở trong vòng 10 năm, có khả năng sẽ thừa dịp lực lượng đại kiếp chống lại thiên đạo, tránh thoát từ bên trong thiên đạo. Sợi hồng môn tử khí này là biến số, thiên đạo không cho phép nó tồn tại, sẽ ngay vào lúc nó xuất thế, trục xuất nó ra khỏi hồng hoang thiên địa từ lỗ hổng thiên đạo, tiêu tán ở bên trong hỗn độn hải. Đây chính là lý lẽ đại đạo 50, thiên diễn 49, có một biến số độn đi. Trong nháy mắt, có không ít luyện khí sĩ cảm thấy không đụng được hy vọng gì tại hỏa vân động, trộn ràng thì thầm đi về hướng huyền đô thành, nhưng còn chưa tới gần cửa ra vào huyền đô thành, liền bị thiên phạt thần lôi ngăn chặn đường đi. Huyền đô thành chính là trọng địa thiên ngoại, thường xuyên có yêu ma làm loạn, bình thường không thể tới gần. Lúc này, một lượng lớn vực ngoại thiên ma lại tụ tập ở thiên ngoại, huyền đô đại pháp sư theo đề nghị trước đây của Lý Trường Thọ, mở ra một buổi phát sóng trực tiếp gương đồng lâu dài cho thấy y ngày thường đấu pháp với vực ngoại thiên ma, thủ hộ an nguy hồng hoang như thế nào, cho nhóm luyện khí sĩ chạy tới huyền đô thành kia quan sát. Có khi, công lao chính là phải biểu hiện ra như vậy. Trong lúc nhất thời, sự anh dũng của Đại Pháp Sư truyền ra khắp hồng hoang thiên địa. Buổi phát sóng trực tiếp này kéo dài mấy tháng, mãi cho đến khi chúng luyện khí sĩ từng người thối lui. Đại Pháp Sư trực quan triển lãm cho bọn họ, cái gì là thực lực của chuẩn thánh chân chính, Đám vực ngoại thiên ma liên miên bất tuyệt kia, cũng làm cho Đại La bình thường e ngại lùi bước, không dám tùy tiện tới gần. Lý Trường Thọ âm thầm khống chế thế cục hồng hoang, không ngừng tinh chỉnh các bước kế hoạch, bắt đầu truyền bá các loại tin tức. Bố cục hơn 10 năm trước, cũng đã được hắn cẩn thận suy tính qua. Thời điểm lan truyền của mỗi một tin đồn, Lý Trường Thọ cũng đều cẩn thận nắm bắt. Ngay từ đầu, hắn đã không chọn cách ngăn chặn sự quan tâm của luyện khí sĩ đối với Hồng Mông tử khí mặc dù bên trong hồng hoang không có loại cố sự nghịch thiên cải mệnh này, cũng chưa từng xuất hiện tình huống một đám lão quái vật tranh đoạt một loại cơ duyên nghịch thiên nào đó, cuối cùng cơ duyên rơi vào trong tay một con tôm nhỏ nào đó, nhưng trong đáy lòng luyện khí sĩ đều có một cái vạn nhất. Vạn nhất, khí vận tới thì sao? Hơn 10 năm này, chính là dùng để làm cho những luyện khí sĩ này tỉnh táo. Để cho bọn họ nhận thức được, những rủi ro mà họ phải gánh chịu không tương xứng với lợi ích mà họ có thể nhận được để cho bọn họ ý thức được, coi như mình thật sự đạt được sợi hồng môn tử khí kia, đảo mắt liền sẽ là kết cục như hồng vân lão tổ thượng cổ, hơn nữa so với hồng vân lão tổ càng thê thảm hơn, chuyển thế chỉ sợ là cũng không thể. Đại bộ phận luyện khí sĩ bắt đầu rời xa hỏa vân động. Đếm ngược năm thứ tư. Thế cục hướng tới bình ổn, ở phụ cận hỏa vân động chỉ còn lại một nhóm cao thủ cảnh giới kim tiên, lão quái vật cảnh giới đại la có người âm thầm bố trí các loại trận pháp cùng với các loại kế hoạch khóa chặt hoàn toàn ngoại vi hỏa vân động trong cuộc xung đột bí mật ở các phương vị hỏa vân động đều xuất hiện một người hoặc là một thế lực được coi là những người có hy vọng nhất đạt được hồng mông tử khí đương nhiên bọn họ cũng không từ bỏ huyền đô thành có cao thủ từ những phương hướng khác nhau trốn vào hỗn độn hải lại lượn quanh một vòng ở bên ngoài thiên địa tiến hành quan sát bên ngoài huyền đô thành bọn họ tất nhiên là nhìn không ra biến hóa trong huyền đô thành, vực ngoại thiên ma đang không ngừng xung kích đại trận huyền đô thành, hai thân ảnh đại pháp sư cùng với khổng tuyên đứng ở bên ngoài huyền đô thành tiến hành đại chiến, phong thái tuyệt thế kia, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Đếm ngược năm thứ ba, cung bằng nóng vội. Lý trường thọ có thể cảm giác được rõ ràng, cung bằng bắt đầu nóng vội. Vực ngoại thiên ma tấn công vô nghĩa bị hô ngừng, lại bố trí vô số đại quân thiên ma ở bên ngoài huyền đô thành trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn làm cho khí tức hỗn độn trong phiến khu vực này đều biến thành màu đen mây đen áp thành chân chính tên gia hỏa này rất muốn vọt tới phía trước hỏa vân động mai phục nhưng lại không có cách nào hiện thân ở trong hồng hoang vì vậy đặt hết thảy tiền đặt cược ở lỗ hổng huyền đô thành nhưng côn bằng cũng biết hy vọng của mình là vô cùng xa vời cho dù sợ hồng mông tử khí kia thành công thoát ra hồng hoang thiên địa gã muốn cướp đoạt nó ở trong tay huyền đô đại pháp sư cũng là so với lên trời còn khó hơn trừ phi đại pháp sư không có hứng thú đối với thành tựu bán thánh nhưng côn bằng cũng là lão hung ác hồng hoang căn cứ theo nguyên tắc không từ bỏ không vứt bỏ gã tiếp tục ngồi chờ ở bên ngoài huyền đô thành bên trong hỗn độn hải cơ hội dành cho những người đã chuẩn bị đây là tính điều của côn bằng cũng là Lý Trường Thọ đã từ trong những sự tích cung bằng làm trước đây, đạt được tới kết luận. cung bằng sợ chết lại tham lam, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, gã cũng tuyệt đối không buông tha. Có một chút mâu thuẫn chính là, đây cũng là một tên điên có can đảm nhận gánh chịu rủi ro, cũng dám đánh cực mệnh tại thời khắc mấu chốt. Lý Trường Thọ có đôi khi cũng không thể không nghĩ rằng, nếu như hắn sinh ở thượng cổ, là mưu sĩ ở phía nhân tộc, đối chọi cùng với cung bằng, chắc hẳn là cuộc quyết đấu khó khăn và khổ cực nhất. Đếm ngược, 18 tháng cuối cùng. Các loại bố trí của Lý Trường Thọ đều đã được thực hiện, luyện khí sĩ Hồng Hoang bình thường đã không có nhiệt tình tham dự, chủ đề về Hồng Môn Tử Khí đã bắt đầu biến mất. Ngược lại là Tây Phương Giáo bắt đầu bố cục dày đặc, chiếm cứ non nửa địa bàn tại phụ cận hỏa vân động. Cao thủ đạo môn cũng là tràn đầy phấn khởi, thập nhị kim tiên xiển giáo có chính vị đã từng xuất hiện, tám đại đệ tử tiệt giáo đã từng có một nửa bái phỏng qua hỏa vân động. Có người hỏi ý chúng tiên hiền nhân tộc bên trong hỏa vân động, sự tình liên quan đến sợi hồng môn tử khí thứ chín này nên xử trí như thế nào? Chúng tiên hiền chỉ có một đáp án. Do trời định. Đây tương đương với ý vị sâu xa. Đếm ngược, 6 tháng cuối cùng. Cao thủ chung quanh hỏa vân động vô cùng kiên nhẫn, nhưng dị tượng chung quanh hỏa vân động đã là không nhiều. Thiên đình bác bỏ tin đồn một lần nữa, nói rằng không quan sát thấy bất kỳ sự xáo trộn nào trong thiên đạo, vì làm sáng tỏ sau khi bắt giữ côn bằng, trông xuống đủ nhiều phục bút. Lý trường thọ tính kế việc này, đương nhiên sẽ không chỉ nhắm chuẩn một mục tiêu. Trong khi đạt được mục tiêu chính, cũng có thể đạt được một số mục tiêu phụ, đó mới là tính kế hoàn hảo. Theo năm tháng không ngừng trôi qua, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắn kéo căng lực lượng tâm thần, bản thể trốn ở trong huyền đô thành, hóa thân trốn ở bên trong thái bạch điện thiên đình, bí mật quan sát gió thổi cỏ lay trong hồng hoang thiên địa. Hỏa vân động bên kia lại náo nhiệt thế nào cũng không cần quản nhiều, đại năng hồng hoang hoạt động ở phụ cận huyền đô thành lúc này, đã không dưới 20 vị. Đây là những gì hắn có thể thụ động cảm giác được. Những hung ác chi đồ thượng cổ, điển cổ tiềm ẩn ở bên trong hỗn độn hải kia ngược lại là không nhiều, cũng không phải là bọn hắn buông tha cơ hội như vậy, mà là thật sự không có nguồn tin tức nào. Cung bằng chỉ cần không tìm bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ là sinh linh hồng hoang lẻ loi trơ trọi phiêu đảng ở bên trong hỗn độn hải. Hiển nhiên, cung bằng cũng không muốn có thêm vài đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Đôi mắt to kinh khủng kia, cắt cao nhìn chầm chầm huyền đô thành. Lý Trường Thọ nhìn lại đại mưu kéo dài 20 năm của chính mình, trong lòng có chút cảm khái. Nhưng hắn cũng biết, lúc này còn xa mới tới thời điểm ăn mừng thành công, chẳng qua là cần câu lưỡi câu dây câu đều đã được chế tác xong sau đó một nửa chúng cao thủ đạo môn mà chính mình đã giao hẹn sẽ chạy đến huyền đô thành trước thời hạn một nửa mai phục tại hỗn độn hải hư không thổ động của đa bảo sư huynh sắp phát huy hiệu quả oanh tạc thông thiên giáo chủ đã sớm ẩn nấp tại hỗn độn hải thiên đình ở trong việc này đóng vai nhân vật quang minh chính đại vẫn luôn đang thuyết phục mọi người đây không phải chuyện thật hơn nữa ngoại trừ hắn và hóa thân của ngọc đế đều không có nhân viên thiên đình trực tiếp tham gia vào việc này đương nhiên chuyện này cũng không phải bọn họ có thể tham dự lão sư cũng đã ngầm cho phép hành động lần này của mình cũng ban thưởng ly địa diễm quan kỳ tăng cường năng lực phòng hộ cho lý trường thọ sửa nhiễm độc ở chỗ báo đen đã sẵn sàng chính mình không cắm bất kỳ lá cờ nào vân tiêu quỳnh tiêu cùng với mấy vị cao thủ tiệp giáo cùng nhau hành động bọn họ là phụ trách đánh chặn từ mặt bên mạo hiểm tương đối ít mọi thứ đang từng bước thúc đẩy tới ngày đó đếm ngược nửa tháng các cao thủ đạo môn đều an vị đếm ngược chỉ trong chốc lát trường canh ngươi làm sao lại toát mồ hôi tại huyền đô thành yên tĩnh trong xó xỉnh hai tảng đá cứng đang giao lưu bằng thần niệm yếu ớt rõ ràng như vậy sao lý trường thọ cười khổ đáp đây là hạt sương hạt sương. Đừng khẩn trương. Thuyên động cười nói. Thất bại cũng không phải đại sự gì, tối thiểu nhất ngươi cũng đã từng cố gắng trừ bỏ tai họa như vậy vì thiên địa. Tính toán thời gian, hỏa vân động cũng đã bắt đầu. Ừm, chính là bắt đầu lúc này, nhưng hẳn là còn một lát nữa. Đừng quá khẩn trương, chúng ta nói xem nên đề bạc hữu cầm tướng quân như thế nào. Nàng là nhân tài, cho nên chúng ta liền nên trọng dụng, không thể nâng hiền tránh thân đúng hay không? Lý Trường Thọ Cảm giác mang theo vị bệ hạ này làm đốc công, chính là một lựa chọn lý trí nhưng sai lầm. Bầu không khí căng thẳng thật vất vả mới tạo ra được, bị hai câu nói hòa tan hơn phân nữa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói Có mấy chỗ khó, ta sẽ chảy vuốt lại, bệ hạ hỗ trợ nhìn xem có chỗ sai sót hay không? Được. Nói đi. Như thế như vậy, nói nhỏ tảng đá thuyên động kia trầm mặc một hồi ngược lại là hỏi một vấn đề mấu chốt như thế nào mới có thể làm được trực tiếp na di sợi hồng mông tử khí kia từ hỏa vân động đến phụ cận huyền đô thành chưa kể ở phụ cận hỏa vân động có rất nhiều cao thủ chỉ nói khoảng cách từ ngũ bộ châu đến huyền đô thành dài như vậy hồng mông tử khí nếu muốn trong thời gian ngắn vượt qua chỉ có thể đi không gian na di trận coi như là kim bằng cũng xa xa không làm được tốc độ cực nhanh như vậy nhưng nếu vận dụng trận pháp sẽ không bị người ta nhìn thấu sao? Làm thế nào để đảm bảo rằng cung bằng không có đại năng làm nội ứng ở trong hồng hoang thiên địa? Bệ hạ hỏi rất đúng chỗ. Lý Trường Thọ nghiêm túc nói. Kỳ thật rất đơn giản. Cùng lúc đó, tại ngũ bộ châu hỏa vân động bên trong thiên địa trong sáng đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vang rền, từng đạo thần lôi màu đỏ tím bổ xuống từ thiên khung lực lượng thiên đạo nồng đậm truyền đến từ bên trong hỏa vân động, thiên lôi đến từ thiên phạt điện, lực lượng thiên đạo đến từ dưới đáy tiểu thiên địa hỏa vân động ở bên trong đại trận trấn áp tọa nhân thị kia. Nhưng trong ngoài hỏa vân động, từng đôi mắt không có cách nào phân biệt nơi phát ra thiên lôi cùng với lực lượng thiên đạo, tất cả đều cực kỳ giống thiên đạo xuất hiện dị thường. Thiên địa đột nhiên trở tối, trong không trung hiện ra dị tượng mấy chục ngôi sao đối lập nhau hiển hiện. hiện lực lượng đại kiếp chống lại thiên đạo ứng nghiệm các loại kỳ cảnh mà phục hy nhân hoàng tính tới đều ứng nghiệm ở bên ngoài hỏa vân động bên trong đầm lầy kia tuôn ra hào quang không cùng chiếu sáng cả thiên địa trên mặt nước hồ lớn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy có đường kính trăm trượng không gian rung chuyển đạo tắc giao thoa từng thân ảnh lần lượt lao ra khỏi cửa ra vào hỏa vân động tam hoàng ngũ đế kinh động đến bảy vị các lộ cao thủ nghe tin lập tức hành động vô số thân ảnh trực tiếp nhào về phía chỗ đầm lầy xuất hiện dị động nhưng động tác của tất cả mọi người đều chậm lại nửa giây lát bên trong đầm lầy kia đột nhiên bay ra một vệt ánh vàng vệt ánh vàng này vừa ra thiên địa gần như ngưng kết các vị đại năng nhìn chăm chú miễn cưỡng có thể nhìn thấy đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng có một chút mơ hồ trong nội bộ quả cầu ánh sáng một tia tử khí giao thoa quay quanh tản ra huyền diệu không cùng ẩn chứa vận luật đại đạo phản phất như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra bảo tàng thiên địa. Giống như một cánh cửa lớn, sau khi đẩy ra, chính là một con đường sáng sổ và bằng phẳng. Hồng mông tử khí. Động thủ. Xoạt. Có cao thủ ra tay. Chỉ hô một nửa, quả cầu ánh sáng vừa mới xông ra khỏi vòng xoáy đột nhiên nổ nát vụn, làm cho chúng đại năng đồng thời sững sờ. Hồng mông tử khí liền vỡ nát như vậy. Là vì thiên đạo không dung, hay là thiên địa không cho phép chuyện này vì sao không có lưu lại một chút nào hướng Đông Nam Đông Nam có đại năng gấp giọng hô quát đạo đạo ánh mắt nhìn về hướng Đông Nam đã thấy ở phía dưới mây đen không cùng kia một vệt tử quan yếu ớt thoáng qua liền biến mất hồng mông tử khí chạy trốn phương hướng huyền đô thành quả nhiên là phương hướng huyền đô thành chúng ta thủ sai địa phương thiên đạo làm sao sẽ cho phép chúng ta đoạt được hồng môn tử khí ở bên trong thiên địa, chỉ có ở thiên ngoại mới có một chút hy vọng. Có lão đạo vô cùng đau đớn, dậm chân hô to. Nhưng mà, so với la lên như vậy, càng nhiều cao thủ là phái hành động, đạo đạo lưu quan gần như xé mở không gian, tạo thành một cổ uy áp chấn nhiếp sinh linh thiên địa, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Đáng tiếc chính là, bọn họ nhất định là đuổi không kịp. Tại huyền Đô Thành, trong góc, lý trường thọ cười nói ra nửa câu sau chúng ta chuẩn bị hai đạo hồng mông tử khí một đạo trực tiếp nổ nát vụn sau đó dẫn lưu quan màu tím về phương hướng huyền đô thành một đạo chính là do kim bằng phóng thích tại địa điểm cố định bệ hạ mời xem vực ngoại thiên ma phải chăng lại động hiển nhiên bên kia đã hoàn thành trình tự mấu chốt mà công bằng đã kịp thời nhận được tin tức gã cảm thấy hy vọng đến rồi thuyên động hai mắt tỏa sáng không nhịn được cười to vài tiếng lại nói thiên đạo xúc động công bằng đang nhanh chóng tới gần hồng hoang thiên địa khí thế hung tàn ha 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 quả nhiên đến rồi bệ hạ mời xem lý trường thọ đang nghe truyện trên tv audio cv ném một chút hình ảnh mơ hồ vào trong đáy lòng của thuyên động đó là ở bên cạnh một chỗ đại thiên thế giới hư không nứt ra một cái khe hở một quả cầu ánh sáng màu tím sen lẫn màu vàng tràn ra từ trong đó xoay quanh một vòng, chợt phi độn về hướng huyền đô thành. Kim bằng âm thầm làm xong những chuyện này, đi theo ở phía sau xa xa, làm điệu bộ đuổi theo. Con đường này, không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ cách huyền đô thành mấy vạn dặm. Mà ở bên trong đại thiên thế giới bên cạnh lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh, lại là triệu công minh, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu. Triệu công minh hô to một tiếng. Sư tôn tính toán không sai, quả nhiên là ở chỗ này, đuổi theo. Ba vị cao thủ cấp tốc đuổi theo, Quang Minh chính đại hộ giá hộ tống hồng mông tử khí, đề phòng bị đứt gánh giữa chừng, từ đó làm cho cá lớn thoát câu. Kế hoạch này, gần như hoàn mỹ. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều bố trí, mỗi một bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng, năng lực và tính tình của mỗi người tham gia đều được tính toán chi tiết. Lý trường thọ hao tâm tốn sức, vì lừa gạt công bằng, không tiếc kinh động hơn phân nửa hồng hoang. Tuy nói trên đời không có tính kế hoàn mỹ, thiên đạo cũng không có khả năng đạt tới hoàng mỹ chân chính, nhưng côn bằng nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên, lần này xem như là chắc chắn không có cách nào xoay người. Nhưng có một chuyện, Lý Trường Thọ mỗi lần chủ động tính kế đều nghĩ tới, lại không có cách nào khai thác được bất luận biện pháp gì. Không phải chuyện gì khác, khả năng thiên đạo không chấm hai kia động kinh. Mà lần này, chuyện Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng, hóa thành hiện thực. Khi Kim Bằng thả ra hồng mông tử khí giả, đám người triệu công minh đuổi theo ở một khoảng cách cách huyền đô thành giống nhau tại một hướng khác ở bên trong hư không yên tĩnh không gian xuất hiện tầng tầng gợn sóng một quả cầu ánh sáng vàng tương tự như hồng mông tử khí giả tràn ra từ bên trong sóng nước nhộn nhạo nó hóa thành một đạo lưu quang lao tới cửa ra vào huyền đô thành với tốc độ nhanh hơn một chút so với hồng mông tử khí giả đoạn đường này không cần người hộ tống nó cũng có thể tránh khỏi sự phát hiện của mọi thứ trên thế giới và có thể vượt qua tất cả các chướng ngại vật. Cơ hồ ở trong nháy mắt nó hiện thân. Tại mật địa Linh Sơn, hai vị lão đạo đột nhiên mở mắt ra, cho mày, bấm ngón tay suy tính, thân hình đồng thời biến mất tại chỗ. Tại Thái Thanh Quang trên chín tầng trời, lão đạo khô gầy kia đột nhiên tỉnh dậy từ trong không minh chi cảnh, Nhớ mày nhìn về phía phương hướng huyền Đô Thành, hơi suy nghĩ, thân hình hóa thành một tia khói xanh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại Côn Luân Sơn, tam thanh tiểu viện trống rỗng. Bên trong nữ hoa cung, nữ thần bên hồ lung lay đuôi rắn ưu nhã, khóe miệng có một chút cong lên, tiếp tục đọc cuốn truyện tranh trong tay, sầu não thở dài. Tại hỗn độn hải, ở một nơi thoát ly thiên đạo, một vị đại lão nào đó nhìn chầm chầm về phương hướng huyền đô thành một lúc. Ha ha, ha. Tiểu canh canh làm sao còn chưa bắt đầu, tru tiên kiếm trận của bần đạo đã là đói khát khó nhịn. Làm thánh nhân, vẫn là tắm bong bóng, xem kịch thoải mái. Bầu không khí huyền đô thành thoáng có một chút áp lực. Ở bên ngoài đại trận, đại pháp sư, khổng tuyên dắt tay, một lần nữa ngăn trở vực ngoại thiên ma phát khởi thế công. Mà ở trong ngoài huyền đô thành, từng cặp mắt, từng đạo tiên thức, nhìn chầm chầm vào vòng xoáy ở giữa huyền đô thành. Mấy vị cao thủ đạo môn đã sớm mai phục ở các cốc huyền đô thành, cũng cảm thấy khẩn trương chưa từng có. Coi như là Ngọc Đỉnh chân nhân đầy đủ trầm ổn, thái ức chân nhân túc trí tháo vát vào giờ phút này cũng là vô thức ngừng thở hết sức chăm chú nhóm tiên vân tiêu quỳnh tiêu ẩn nấp bên trong hỗn độn hải càng là đã nhận ra khí tức côn bằng nhưng vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của côn bằng hồng mông cự thú này coi như nóng lòng vẫn như cũ vô cùng xảo trá tới rồi sao trong vòng nửa canh giờ thuyên động dùng thần niệm hỏi vấn đề như vậy lần thứ 12. còn chưa có đại khái còn có một khắc Lý Trường Thọ dùng thần niệm truyền âm trả lời. Bệ hạ không cần quá khẩn trương, bản chất lần này là tiến hành vây giết côn bằng, hao tâm tổn trí thiết kế nhiều như vậy, chỉ là để dẫn côn bằng mắc câu mà thôi. Ta tất nhiên là rõ ràng, nhưng chính là có cảm giác vô cùng mới lạ. Thuyên động dứt lời, lông mày hơi nhíu, nhắm mắt ngưng thần cảm ứng đôi chút, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, thiên đạo vì sao đột nhiên có một chút trung chuyển? Đến rồi, Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, lập tức dùng thần niệm truyền âm đối với các nơi, thuyên động nghe tiếng liền nhìn thoáng qua. Mấy vị cao thủ đạo môn ẩn nấp trong thành toàn thân phun trào pháp lực, chuẩn bị cho một cuộc tấn công dữ dội. Ở chính giữa huyền Đô Thành, bên trong vòng xoáy lối ra vào thiên địa, một vệt ánh vàng và nhàn nhạt lặng yên nở rộ, như thể có thứ gì đó đang cuộn trào. Lực lượng thiên đạo trở nên nồng đậm, giống như hình thành một lớp bình phong. Nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng kia, dễ dàng phá vỡ kết giới ngăn cản, mang theo một âm thanh vang lên như có như không, liền có một chút đột ngột như vậy, xuất hiện ở trong huyền đô thành. Yên tĩnh Trong thành ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, những đại năng hồng hoang, hỗn độn yêu ma chờ đợi hồng môn tử khí hiện thân, 16-17 vị cao thủ đạo môn mai phục đánh giết côn bằng kia, tâm thần đồng thời kéo căng. Nhìn quả cầu ánh sáng kia, ánh vàng mông lung là chứng nhận của công đức tròn đầy, một tia năng lượng màu tím cuốn lấy và xoay tròn bên trong, ẩn chứa ý chí của thiên, địa, chúng sinh, ẩn dấu cánh cửa tuyệt diệu của đạo, pháp, tự nhiên. Hồng mông tử khí Gần như trong nháy mắt, mười mấy vị đại năng hồng hoang, yêu ma ẩn thân bên trong hỗn độn hải, lao về phía đại trận huyền đô thành. Mấy chục đầu đại đạo hoặc viên mãn, hoặc không trọn vẹn, hoặc tan thương, hoặc quỷ quyệt, mang theo các loại sáng chói, trải rộng ở rìa thiên địa, ở rìa hỗn độn hải, dũng mãnh lao về phía huyền đô thành mấy chục ánh mắt dán chặt vào quả cầu ánh sáng vàng đó có lão đạo hô to đắc tội có yêu ma hét lớn tránh ra từng vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt râu tóc bay phấp phới không giận mà uy mấy chục đầu đại đạo chấn minh chống đỡ đại trận hợp lại của huyền đô thành cơ hồ lập tức muốn sụp đổ đại trận hợp lại hao phí một lượng lớn bảo tài này có thể ngăn cản chúng vực ngoại thiên ma vào giờ phút này giống như giấy mỏng vậy thậm chí mấy trăm đạo binh trên đầu tường huyền đô thành có non nửa trực tiếp bị đánh tan đây chính là đại năng hồng hoang bị quan mang sáu thánh che lấp đây chính là hung hiểm hồng hoang mà lý trường thọ đã nhìn thấy trong điển tịch độ tiên môn từ khi còn nhỏ huyền đô đại pháp sư khổng tuyên đang kịch đấu với vực ngoại thiên ma ra vẻ chấn kinh tình hình như vậy tự nhiên nằm trong dự liệu của bọn họ lại đã thôi diễn qua mười mấy lần cùng với lý trường thọ thậm chí lý trường thọ mỗi lần thôi diễn dự đoán cao thủ sẽ hiện thân ở chỗ này còn nhiều hơn mấy lần so với hiện tại rõ ràng đây không phải là tình hình tồi tệ nhất mà họ dự liệu đại pháp sư tất cao giọng nói trọng địa huyền đô thành xông loạn tự gánh chịu hậu quả mấy chục đạo thân ảnh kia không hề bị lay động từ bốn phương tám hướng xông tới trước đại trận huyền đô thành có mấy vị lão đạo càng là phất ống tay áo một cái trực tiếp quét sạch một đám vực ngoại thiên ma đúng lúc này vực ngoại thiên ma bạo động mấy cái bóng đen to lớn quỷ dị từng xuất hiện ở huyền đô thành lại xuất hiện ở ngoài huyền đô thành uy áp về hướng huyền đô thành đại pháp sư cắn răng một cái mắng chúng cao thủ hồng hoang các ngươi đừng có bị ma quỷ ám ảnh thân ảnh lại vọt thẳng vào hỗn độn hải đỉnh đầu đội thái cực đồ tay cầm không gian xích nên đón mấy đầu tiên thiên thần ma kia chuyện có nặng nhẹ y phụ trách trấn thủ huyền đô thành tự nhiên không thể để cho tiên thiên thần ma thừa dịp hỗn loạn sinh sự sợi hồng mông tử khí kia ở trong huyền đô thành xông thẳng lên trên lao thẳng về phía đầu thành bức tường dường như muốn triệt để thoát khỏi hồng hoang thiên địa tiêu tán ở trong hỗn độn khổng tuyên vốn dĩ ở bên người đại pháp sư bỗng nhiên quay người xông vào huyền đô thành trong tay nở rộ ngũ sắc thần quang chụp vào hồng mông tử khí nhưng ở trong nháy mắt khổng tuyên quay người mười mấy đạo lưu quan nở rộ ở phía sau nàng bắn nhanh về phía bóng lưng mảnh mai của khổng tuyên mỗi một đạo dường như cũng có thể đánh tan bất chu sơn thượng cổ coi như là khổng tuyên nắm giữ thần thông bất phàm vào giờ phút này cũng không thể không tránh sang một bên tạm thời tránh mũi nhọn mấy chục đầu đại đạo nghiền ép mà đến đại trận hợp lại của huyền đô thành vỡ tan tành trong nháy mắt hồng mông tử khí cách đám cao thủ này đã không đến mười dặm làm sao lại đến sớm như vậy Lý Trường Thọ nhíu mày lẩm bẩm. Ở bên trong lần bố trí này của hắn, loại chi tiết sai lệch này đã là sai lầm khá lớn. Tảng đá hắn hóa thành giờ phút này đã có chút xê dịch, tiên thức toàn lực khuếch tán ra, cảm ứng bóng dáng của côn bằng. Vô lượng những đại lão đó tranh đấu ác liệt đến đâu, chỉ cần côn bằng không hiện thân, hắn liền sẽ không hiện thân. Ngày hôm nay chẳng qua là một cái cục, sợi hồng mông tử khí kia là hắn cùng mấy vị nhân hoàng cùng nhau làm ra hoàn toàn phỏng theo hình thái hồng mông tử khí mà mấy vị nhân hoàng tiếp nhận năm đó hái thiên hà chi thủy hợp thành sao trời chi tinh dung nhập một lượng lớn công đức càng là dùng thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên dùng nhân quân chi khí bảo tài viễn cổ hỗn hợp thành một tia tử khí kia mấy vị đế quân đã từng được thiên đạo ban thưởng hồng mông tử khí thứ do bọn họ hao tâm tổn trí chế tác thành quả sau cùng cơ hồ có thể lấy giả làm thật đến rồi lần này là thật sự đến rồi mười mấy vị đại năng kia đã có mấy vị vọt tới đầu tường huyền đô thành mà mấy vị đại năng xông lên phía trước nhất đã đang đề phòng lẫn nhau lại phải đề phòng đạo hữu sau lưng làm khó dễ địa tiên chi tổ trấn nguyên tử chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận huyền đô thành râu tóc phất phới tay áo tung bay bên trong tay áo như muốn bay ra một phiến thiên địa trấn áp tất cả đại năng nơi đây viễn cổ ma tổ la hầu đại tướng thân mặt giáp đen cầm trường đao trong tay trên đầu đội mũ rắn vàng quanh người hiện ra khí đen cuồn cuộn gã là sát thần đi ra từ viễn cổ bây giờ vẫn như cũ là cô hồn không chịu chết nữ tiên khuôn mặt lạnh lùng chính là đại năng hồng hoang lúc thượng cổ từng phù dung sớm nở tối tàn cấp tốc tiêu thanh mịch tích đến mức không muốn người biết vào giờ phút này quanh người vần quanh đạo đạo kiếm khí đạo vận càng là vô cùng sắc bén thực lực so với trấn nguyên tử cũng đều không kém bao nhiêu hồng hoang không có cố sự về bọn họ chỉ có đạo ngân của bọn họ còn có lão ẩu cố ý thay đổi khuôn mặt đến vô cùng xấu xí kia, lão ông tay cầm bảo tháp không trọn vẹn, thiếu niên ăn mặc thư sinh cầm bút sắt, cùng với. Đằng sau mười mấy đạo thân ảnh này, ở bên cạnh nơi đại pháp sư kịch chiến cùng với mấy đầu tiên thiên thần ma, là hư ảnh cự thú bao phủ hoàn toàn huyền đô thành, to lớn đến mức không thể nhìn thấy hình dạng. Cung bằng hiện thân Nhóm cao thủ đạo môn âm thầm ẩn nấp, có mấy vị suýt nữa không nhịn được liền muốn xuất thủ, cũng may bị tiên nhân bên cạnh ấn xuống nhưng mà ở ngay trong chớp mắt này thế cục trong huyền đô thành không ngừng thay đổi tâm niệm của lý trường thọ cũng đang không ngừng thay đổi không đúng không thích hợp tâm thần của lý trường thọ đột nhiên chấn động sợi dây kéo căng trong lòng cơ hồ bị kéo đứt hồng mông tử khí đã tới triệu công minh kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu đuổi theo hồng mông tử khí vì sao còn chưa đi ra từ bên trong vòng xoáy nếu có dị dạng, Triệu Công Minh tự sẽ bóp nát Ngọc Phù cảnh báo, hơn nữa ba người bọn họ liên thủ, coi như gặp phải thánh nhân ngăn cản, cũng có thể thả ra tin tức cầu viện mới đúng. Ở bên trong sát na, trong đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua vô số ý nghĩ. Cũng ở trong chớp mắt này, sợi hồng mông tử khí kia phản phất như có linh, dường như cảm thấy con đường phía trước bị hoàn toàn phong kín, đột nhiên quay đầu nhanh chóng thối lui về phía sau mười mấy vị cao thủ hồng hoang sắp bộc phát xung đột kia cũng bị tạm thời ép xuống dùng hết sức đuổi theo hồng mông tử khí đại chiến sẽ hoàn toàn bùng nổ ở trong chớp mắt có người tiếp cận hồng mông tử khí nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha